Chương 1601, Trần Tiên Khí của địa phủ. Tinh hà chấn động, đất trời run rẩy. Một trưởng của Thần Vũ Đại Đế đã làm Thái Cổ Đệ Bát Sát trận của U Quốc bị đóng băng. Cường thế đến vậy, thô bạo đến vậy. Đây chính là đế uy vô địch thật sự. Ngoại trừ những tồn tại có cùng cấp bậc ra, lần như không ai có thể cản nổi. Lúc này đây, trong ranh giới cổ xưa âm u có tiếng quát lạnh lùng vang lên. Các ngươi đừng có mà quá đáng, ngươi lên tiếng là sát thủ cấp chuẩn đế của U Quốc. Thật ra không phải bọn họ không muốn bỏ trốn, nhưng chỉ cần có Khương gia ở đây, thiên cơ thần thuật của Khương gia nhất định sẽ tính ra vị trí của bọn họ. Thế nên dù có trốn cũng vô dụng, thậm chí còn rơi vào thế bị động, vì vậy U Quốc chỉ có thể cố trụ ở đây. Rốt cuộc là ai quá đáng? Muốn trách thì trách các ngươi có mắt không tròng. Gương mặt Khương Hằng vô cùng lạnh lùng. U Quốc điều động chuẩn đế bao vây giết chết quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ không quá đáng hay sao? Hôm nay, U Quốc chắc chắn sẽ diệt vong. Giết. Khương Đạo Hư chỉ nói một chữ, không nói thêm một lời dư thừa nào. Ầm ầm. Trên chiến thuyền cổ của Khương gia có pháp trận kinh khủng sáng lên, hội tụ thành trùng sáng pháp tác động trời, bắn tới ranh giới cổ xưa của U Quốc. Vô số tia sáng hủy diệt lao về phía U Quốc, sát trận, cạm bẫy khắp nơi đều bị nổ tan tành. Các ngươi khinh người quá đáng. Giọng nói lạnh lùng của tử thần truyền ra từ trong U Quốc. Bốn bóng người xuất hiện, tỏa ra uy thế ngập trời. Cả bốn người đều là cường giả chuẩn đế. Người yếu nhất cũng là chuẩn đế tam kiếp, còn mạnh nhất thì ngang với Khương Hằng, là một chuẩn đế cửu kiếp. Những cường giả, thế lực ở khắp nơi đang quan sát trận chiến, ở một vị trí rất xa, khi nhìn thấy cảnh này thì ai nấy đều kinh hãi. Không hổ là ba đại sát thủ thần triều, dễ dàng gọi ra bốn vị chuẩn đế. Cộng thêm một vị chuẩn đế đã chết lúc trước, tính ra U Quốc có khoảng năm chuẩn đế. Đây là một con số vô cùng đáng kinh lặc. Dễ. Các cổ tổ của Khương gia, Khương Hằng và các cổ tổ ẩn mạch quân gia như Quân Thúy Hoa cùng nhau ra tay. Trận đại chiến giữa các chuẩn đế bùng nổ ngay lập tức, tạo ra gợn sóng dữ dội, khiến toàn bộ Minh Thiên Tiên vực rung chuyển. Phía trên hàng tỷ tinh hà, Thần Vũ Đại Đế đang đứng chắp tay. Ngoại trừ viện đóng băng Thái Cổ Đệ Bát Sát trận, ông không ra tay nữa. Trong mắt lộ vẻ suy tư. Minh Thiên Tiên vực âm u đầy tử khí nhanh chóng bị cuốn vào trận đại chiến kinh thiên động địa. Những cường giả chí tôn thất cảnh và cả những tu sĩ thông thánh cửu giai ở phía dưới đang chém giết lẫn nhau. Giết đi. Báo thủ cho thiếu chủ Khương gia ta. Dám bao vây thần tử quân gia ta, đó chính là con đường chết, hủy diệt U Quốc. Đám rác rưởi trốn trong bóng tối này không thể tồn tại trong tiên vực được. Ngọn lửa chiến tranh lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Trong biên giới, U Quốc cũng có vô số bóng người xuất hiện. Đó chính là những cao thủ thích khách của U Quốc. Bọn họ muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Chỉ e bọn họ hoàn toàn không ngờ được mình vốn là tử thần cướp đoạt sinh mệnh. Kết quả bây giờ lại bị người ta cướp mất. U Quốc có mạnh không? Đúng là rất mạnh. Thân là một trong ba đại sát thủ thần triều, tiềm lực của bọn họ rất mạnh. Các loại cổ khí, sát trận, cạm bẫy, thần binh liên tục được lấy ra. Thế nhưng liên minh giữa Khương gia và ẩn mạch quân gia quá mạnh, số lượng chuẩn đế cũng đè bẹp U Quốc. Tầm ầm. Trong biên giới của U Quốc có đế uy cuồn cuộn chấn động. Hai đế binh huyết quang yêu quang xuất hiện giống như hai mặt trời màu máu, muốn đàn áp chiến trường. Long Khương Đạo Hư nhìn thấy cảnh này thì tỏ vẻ khinh thường. Rầm rầm. Bên phe liên minh, Khương gia cũng lấy hai đế binh ra. Mài ra, tẩn mạch Khương gia cũng lấy thêm hai đế binh. Bốn đế binh lại tiếp tục áp chế đế binh của U Quốc. Sao lại như vậy? Nhìn thấy cảnh này, đám sát thủ của U Quốc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Thế thì còn đánh kiểu gì nữa? Hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Nhưng điều đáng tuyệt vọng không chỉ có như vậy. Phía trên trời cao có từng giọt máu tươi rơi xuống phía dưới giống như thiên thạch. Đó là vì chuẩn đế của U Quốc bị trọng thương, máu nhỏ tí tách, khắp cả thân thể toàn là vết nứt. Kết thúc rồi. Dù những sát thủ này vô cùng máu lạnh nhưng bây giờ tâm lý đã sụp đổ. Thậm chí nhiều người còn oán hận tại sao cấp trên lại đồng ý tham gia bao vây giết chết quân Tiêu Dao. Chuyện này quả là giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao mà. Phía trên trời cao, chuẩn đế của U Quốc đang gào thét. Các ngươi có biết ai đứng sau lưng sai khiến bọn ta đối phó quân Tiêu Dao hay không? Là ai cũng không quan trọng. Chỉ cần biết ba đại sát thủ thần triều các ngươi nhất định sẽ bị hủy diệt, Khương Hằng lạnh lùng nói. Thật ra ông cũng đã đoán ra thế lực đứng sau có thể mời được ba đại sát thủ thần triều cùng ra tay thì chắc chắn rất kinh khủng. Dù cho Khương gia và quân gia liên minh cũng cần cân nhắc cẩn thận. Tinh vực lúc này cũng không phù hợp để diễn ra đại chiến trung cực. Vì vậy ba đại sát thủ thần triều này chỉ có thể làm kẻ đi đổ vòng mà thôi. Thấy hoàn toàn không có khả năng quay đầu, chuẩn đế của U Quốc cũng giết đến đỏ cả mắt. Lúc này, sâu trong biên giới, U Quốc lại có vô số bóng người xuất hiện. Bọn họ mặc trang phục màu máu, sắc mặt chết lặng, con ngươi đỏ ngầu. Cẩn thận, là tử sĩ của U Quốc, có cường giả của Khương gia thấy thế thì lên tiếng nhắc nhở. Trong ba đại sát thủ thần triều,
đội ngũ làm người ta phải kiêng dè nhất chắc chắn chính là tử sĩ. Những tử sĩ này vô tình vô cảm, thậm chí có thể tự bạo, đồng quy vô tận với kẻ địch mà không hề do dự. Đây chính là cỗ máy giết người mà sát thủ thần triều huấn luyện được. Chương 1602, tiềm lực của Ú Quốc xuất hiện. Ầm ầm. Trong chớp mắt bỗng có tiếng nổ vang lên. Có tử sĩ phóng tới chỗ đội ngũ liên minh rồi tự phát nổ. Thực lực của bản thân bọn họ không quá mạnh, nhưng uy lực khi nổ tung thì rất kinh khủng. Bên phía liên minh cũng có thương vong, nhưng so với Ú Quốc thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Người sáng suốt là có thể nhìn ra Ú Quốc chỉ đang vùng vẫy chờ chết mà thôi. Nhưng điều đáng tuyệt vọng hơn vẫn còn ở phía sau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm vô số sao trời vỡ nát. Đó là do một vị chuẩn đế của Ú Quốc bị thương quá nặng, buộc phải tự bạo. Bên phía liên minh của Khương gia và Ẩn Mạch quân gia có tổng cộng 7, 8 chuẩn đế cổ tổ. Sức mạnh này sao 4 chuẩn đế của Ú Quốc có thể so sánh được? Quả nhiên, không bao lâu sau lại có thêm một chuẩn đế của Ú Quốc nổ tung, máu văng khắp tinh hà. Toàn bộ biên giới, Ú Quốc trở thành một tu la trường đẫm máu, không biết đã có bao nhiêu sinh linh bỏ mạng ở đây. Máu của chuẩn đế văng khắp bốn phía. Lúc này đây, Thần Vũ Đại Đế vẫn đang đứng trên hàng tỷ sao trời. Ánh mắt ông bỗng lóe lên, nhìn về chỗ sâu trong biên giới Ú Quốc. Tầm ầm. Trên mặt đất có vô số trận văn xuất hiện. Máu tươi của vô vàn tu sĩ, sát thủ, thích khách bị hấp thu giống như trăm sông hợp thành biển. Thu thập huyết khí của hàng vạn sinh linh, quả nhiên bên dưới biên giới, Ú Quốc có tồn tại đang ngủ say. Thần Vũ Đại Đế lộ ánh mắt sâu thẳm. Lúc này bỗng có một sức mạnh mênh mông cuồn cuộn truyền tới từ bên dưới biên giới, khiến hơn một nửa Minh Thiên Tiên Vực đều đang run lên khe khẽ. Một chiếc đèn thanh đồng cổ xưa hiện lên, ánh đèn như đang chiếu rọi hồn ảnh của hàng vạn sinh linh. Chỉ trong phú chốc, hàng tỷ vong linh đã bỏ mạng trên chiến trường đều bị cái đèn kia hấp thụ. Trần tiên khí, bên phía liên quân có rất nhiều cường giả không nhịn được mà thổn thức. Không ngờ Ú Quốc lại mạnh đến nỗi có cả trần tiên khí chấn giữ. Không đúng, sao lại có cảm giác giống như tiên khí của địa phủ, một phần trong thập điện diêm la vậy? Cổ tổ Ẩn Mạch quân gia có kiến thức sâu rộng lên tiếng. Trong địa phủ có một tiên khí cực cao, có thể sánh ngang với thiên đế bảo tọa đã bị mất của tiên đình. Đó chính là thập điện diêm la. Nghe đồn đây chính là tiên khí vô thượng được tạo thành từ 10 chuẩn tiên khí. Trước đó, thiên kiêu của Minh Vương nhất mạch La Thánh Diêm La từng đối đầu với quân Tiêu Dao trong lần rèn luyện ở biên hoang. Thế là hắn ta bèn lấy chuẩn tiên khí của Minh Vương nhất mạch lạc ấn tiên khí của Diêm La chi thủ. Diêm La chi thủ đó cũng là một phần của tiên khí thập điện Diêm La. Lúc này đây, ngọn đèn thanh đồng cổ này khiến người ta liên tưởng đến chuẩn tiên khí của địa phủ dẫn hồn đăng. Đó cũng là một phần trong thập điện Diêm La. Nói như vậy, quả nhiên Ú Quốc có liên quan đến địa phủ. Thần Vũ Đại Đế thì thầm, kẻ nào dám mạo phạm Ú Quốc ta? Lúc này, một giọng nói rét bút vang lên, mang theo nét tăng thương cổ kính, nhưng lại giống như vang vọng bên tai mỗi người. Một minh ảnh vạn cổ đang ngủ say bị đánh thức, hiện ra trong không trung. Tiềm lực thật sự của Ú Quốc đã xuất hiện. Nghe được giọng nói của lão tăng thương này, hai vị chuẩn đế còn lại của Ú Quốc, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ lẫn vui mừng cực độ. Là hồn chủ đại nhân thức tỉnh rồi, có thể khiến cho hai vị chuẩn đế sửng sốt mừng rỡ như thế, đồng thời giọng điệu tôn kính, sư là đại nhân. Có thể thấy được vị hồn chủ này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Bóng dáng âm u xa xôi kia, hệt như một cái bóng im hơi lặng tiếng xuất hiện, thực khiến cho người ta ngoài ý muốn là, ông ta cũng không có khí thế cuồn cuộn uy chấn vạn cổ, cũng không có kiểu đế uy bàng bạc thôn phệ tinh hà này. Nhưng chính là một người như vậy, u lãnh đứng ở nơi đó. Như thể chỗ mà ông ta đang đứng chính là minh giới. Chính là Hoàng Tuyền. Đó là một vị lão giả áo bào đen, lưng thậm chí còn hơi còng xuống. Mọn thanh đồng cổ đăng kia bị ông ta cầm ở trong tay. Ở trong ngọn lửa đèn, có mấy trăm vạn khuôn mặt người hiện lên, đều là những sinh linh đã ngã xuống ở chiến trường trước đó. Thần lớn là người của Ú Quốc, cũng có một số ít tu sĩ của Liên Quân. Chàng qua vị lão giả này, mặt mày âm độc lạnh lẽo. Ông ta há miệng hút vào một hơi, mấy trăm vạn hồn linh trong đèn dẫn hồn bị ông ta một hơi nuốt xuống. Nhất thời, một cỗ hồn lực bàng bạc đang căng phồng lên. Cái lưng còng xuống của lão giả dường như cũng hơi đứng thẳng lên một chút. Hành động này không thể nghi ngờ đã khiến cho rất nhiều cường giả của Liên Quân bên này toát mồ hôi lạnh dọc theo sống lưng. Một hơi nuốt sống trăm vạn hồn linh, đây là điều mà người bình thường có thể làm được sao? Và lại cũng không khỏi quá mức quỷ dị âm trầm rồi. Đế, đây là đế chân chính. Vô số ánh mắt đều vắt lao nhìn chằm chằm vào vị lão giả này. Mặc dù ông ta không giống như quân thần vũ, khí thôn tinh hà, đế chiếu hoàn vũ, thậm chí còn có chút dáng vẻ dàn mua nặng nề, mặt trời lặn núi tây. Nhưng ông ta chân chân thật thật, là một tôn đế không thể nghi ngờ. Hôn chủ đại nhân, hai vị chuẩn đế Ú Quốc, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Bọn họ đều đã bị thương, đây là hồn linh nguyên thần mà mấy năm nay vong góp được. Một vị chuẩn đế trong đó lấy ra một miếng thủy tinh.
trong đó rõ ràng có hư ảnh sinh linh chi chít hiện lên. Không chỉ có nhân tộc, vạn linh tiên vực đều phảng phất đang ở trong đó. Số lượng kia quả thực không cách nào đếm xỉ, ít nhất cũng là số đếm hàng tỷ. Đó đều là mục tiêu mà U Quốc đã đánh chết ở những kỷ nguyên này, có cổ tổ ẩn mạch quân gia. Mắt lộ vẻ run rẩy, cái này cần phải giết bao nhiêu sinh linh mới gom góp được nhiều hồn linh nguyên thần như vậy chứ? Hồn chủ, hắn có quan hệ với địa phủ. Biểu cảm của Khương Hằng cũng hiện lên vẻ cực kỳ ngưng trọng. Lã kế thừa một phần thiên cơ thần thuật, đã lờ mờ nhận ra một chút dấu vết. Dù cho gã có là cửu kiếp chuẩn đế thì ở trước mặt vị hồn chủ này, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Lần này, rất nhiều người ngược lại đều cảm thấy may mắn, có thần vũ đại đế trấn thủ ở đây. Nói cách khác, e rằng lần này đúng là sẽ có chút bất ổn. Ai mà biết trong U Quốc lại có cường giả thần bí quỷ dị như vậy đâu chứ? Hương gia, quân gia, ngươi đây là muốn tiêu diệt U Quốc ta đúng không? Ánh mắt âm độc của hồn chủ quét về phía liên quân. Đương nhiên, ánh mắt ông ta chủ yếu nhất vẫn là dừng ở trên người thần vũ đại đế. Hồn chủ, lai lịch của ngươi không đơn giản. Thần vũ đại đế đứng thẳng dẫm lên trên vạn trượng tinh hà. Mặc dù hồn chủ đã hiện thân, nhưng nét mặt hắn vẫn như cũ hết sức thờ ơ. Đây là niềm tin vô địch mà tất cả cường giả quân gia đều có. Nét mặt già nua của hồn chủ hơi rét lạnh. Nói thật, kỳ thật ngay cả ông ta cũng có chút mờ mịt. Chương 1603, hồn chủ thức tỉnh, đế chiến cuồn cuộn. Đang yên đang lành ngủ say, chờ đợi lần cơ duyên đại thế hoàng kim tốt nhất này. Kết quả bây giờ đã bị đánh thức. Về phần nguyên nhân, thân niệm của một vị chuẩn đế truyền lại. Hồn chủ lập tức biết rõ hết thảy mọi chuyện, ngu sần. Trong lòng hồn chủ cực kỳ nguội lạnh. Kế hoạch này, từ đầu đến cuối đều ngu sần. U Quốc hoàn toàn là bị lợi dụng mà. Và lúc ông ta ngủ say, U Quốc do năng vị chuẩn đế chung nhau trưởng quản, bọn họ đều cho rằng chờ sau khi ám sát quân Tiêu Dao xong là có thể chuyển rời cổ giới U Quốc lên tới trên Cửu Thiên. Hơn nữa đế Hạo Thiên, gia tộc cấm kỵ Cửu Thiên và Thương tộc đều đã đồng ý, có thể cho U Quốc rất nhiều lợi ích. Thậm chí, đế Hạo Thiên đã từng đồng ý, chỉ cần có thể giết được quân Tiêu Dao thì hắn ta có thể còn nói cho U Quốc biết chỗ của tàn hồn đại đế. Đó chính là tàn hồn đại đế. Cho dù chỉ là một sợi thì cũng mạnh hơn nguyên thần của hàng tỷ sinh linh rồi. Nếu như có thể hiến tàn hồn đại đế cho hồn chủ ấy sợ là cũng có thể nhanh chóng khôi phục đỉnh phong. Nhưng ai từng nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ là loại kết quả này. Chỉ là bây giờ, hối hận cũng đã vô dụng. Chiến đến nước này, giảng hòa là không có khả năng. Một khi đã như vậy, thì đừng trách lão hủ vô tình. Hồn chủ một hơi nuốt vào hàng tỷ hồn linh mà miếng thủy tinh kia phong ấn. Trong phút chốc, khí tức minh mông bộc phát ra, hàng tỷ tia sáng đen nở rộ, như là muốn kéo cả phiến thiên địa vào trong u minh. Tay ông ta cầm đèn dẫn hồn, quát lạnh một tiếng, thiên ngoại một trận chiến, ánh mắt thần vũ đại đế lãnh khốc, hắn giơ tay lên chụp một cái. Một cây búa tia phá không mà đến, chém đứt hàng tỷ hư không. Tiên quang thần thánh nở rộ ánh sáng rực rỡ, một tia sáng của búa liền có thể cắt đứt một phiến ngân hà. Chuẩn tiên khí quân gia, hạo kiếp tiên phủ. Thần vũ đại đế cầm trong tay hạo kiếp tiên phủ, cùng hồn chủ tay cầm đèn dẫn hồn, chiến tới chỗ sâu bên trong vũ trụ thương khung. Tựa như có hàng tỷ sấm sét nổ vang, đại đạo thần tắc đang đâm vào nhau, dao động nổ tung chấn động trời minh mông, sau đó chôn vùi lẫn nhau. Loại dao động chiến đấu này khủng bố tới cực điểm. Nhật nguyệt sao động, tinh hà vẫn diệt. Một chiêu một tức, dễ dàng hủy diệt rất nhiều tinh vực. Cũng may là bọn họ đang chiến một trận ở nơi thiên ngoại rất xa. Nếu không thì toàn bộ minh thiên tiên vực đều phải lọt vào ảnh hưởng. Đây chính là đế chiến. Chúng ta cũng giải quyết cho xong tàn cuộc đi. Bên này, mặt mày Khương Hằng lãnh khốc nói. Nếu như không phải Tiêu Dao mạng lớn thì rất có thể trong mảnh thủy tinh hôm nay ấy, còn có cả hồn của Tiêu Dao. U Quốc, cần phải nhổ cỏ tận gốc, Khương đạo hư hận thấu xương tâm đại sát thủ thần triều. Hồn chủ đại nhân đã sống lại, U Quốc sẽ không diệt vong. Đúng vậy, các ngươi cơ bản không biết được hồn chủ là cường giả bậc nào. Hai vị chuẩn đế còn lại của U Quốc đều đang cực khổ trèo trống, đồng thời quát lạnh. Vậy thì các ngươi chỉ sợ cũng không biết thực lực của thần vũ cổ tổ. Ngài ấy chính là cự đầu trong đế chân chính, quân thùy hoa chúng cổ tổ ẩn mạch quân gia, trên mặt nở nụ cười lạnh. Phóng mắt nhìn khắp tiên vực, có mấy phương thế lực có tư cách xem thường quân gia đâu chứ? Đại chiến đang kéo dài. Cả minh thiên tiên vực đều giống như bị máu tươi nhiễm đỏ, bị bao phủ bởi một tầng xương máu. Sinh linh chết đi thật sự nhiều lắm. U Quốc rơi vào thế yếu tuyệt đối. Hai vị chuẩn đế còn lại chỉ có thể dẫn theo một đám tàn binh bại tướng, dựa vào một y sát trận cổ xưa. Cố thủ ở trung tâm nơi sâu nhất cổ giới, U Quốc. Trên thuyền cổ xưa bát ngang vực của liên quân không ngừng bắn ra trùng sáng pháp tắc khủng bố xuyên thủng. Sự vẫn diệt của U Quốc chỉ là vấn đề về thời gian. Hai tôn chuẩn đế, U Quốc vẫn như cố ôm hy vọng. Nếu như hồn chủ thắng lợi thì U Quốc vẫn còn có hy vọng. Nhưng,
Ở một khác nào đó, ở chỗ sâu trong vũ trụ tinh không xa xôi, có tiếng giống giận dữ già nua truyền ra, máu tươi nhiễm đỏ tinh hà. Đáng hận, ta vốn không nên thức tỉnh ở thời điểm này. Người lên tiếng rõ ràng là hồn chủ. Ông ta đã rất già cỗi, liên tục ngủ say. Thậm chí vì để duy trì thực lực đế cảnh, còn cần phải cách mô đoạn kỳ nguyên tỉnh dậy thôn phệ hồn linh vô tận. Hồn chủ đang đợi cơ hội thành tiên. Nhưng ai mà ngờ được, bây giờ tất cả hy vọng đều đã tiêu tan hết. Ngươi có biết thân phận thực sự của ta hay không? Ta đến từ... Hồn chủ còn chưa có nói xong, quân thần vũ đã lập tức lạnh lùng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, trêu chọc quân gia ta. Đế cũng phải ngã xuống, một búa chém bổ xuống, hàng tỷ sao trời vỡ nát. Không, ta không cam tâm. Ta phải đợi vật chất thành tiên, đợi hy vọng thăng hoa. Cuối cùng hồn chủ phát ra một tiếng hét lớn. Sau đó ầm một tiếng nổ tung, hàng tỷ đại đạo pháp tắc nổ tung, cả một mảnh hư không ấy bị nổ thành hư vô. Giữa trời đất có dị tượng nổi lên, có mưa máu rơi lả tả, có đại đạo trở về thiên địa. Đó là trạng thái đế vẫn lạc, trả mệnh cho trời. Giờ khác này, toàn bộ cửu thiên chấn động. Vô số thế lực lớn chú ý tới trận bất hủ chiến lần này đều đang run sợ không gì bằng. Có đế chân chính vẫn lạc. Đã bao lâu rồi không được chứng kiến cảnh tượng này. Máu tung bay trên bầu trời, đại đạo trở về, hoàn mệnh cho trời. Trong trời minh mông tựa như vang lên bản nhạc buồn. Đó là ngươi đã đạt tới cực đỉnh sinh linh. Sau khi vẫn lạc sinh ra khúc nhạc buồn, đại biểu cho một đời chứng đạo cuối cùng thành không. Không còn gì cả, người chết vạn sự không. Chỉ có ánh sáng đại đạo rực rỡ vô tận đang tản mát. Đó là sau khi đế giả ngã xuống, lực lượng còn sót lại quay về với trời đất. Chứng đạo xưng đế, ở trên mức độ nào đó cũng là một loại cướp đoạt. Mà bây giờ, ngươi đã chết. Thứ đã cướp được nên trở về với trời đất. Thời gian đã qua bao lâu, lại có đại đế vẫn lạc. Toàn bộ cửu thiên tiên vực đồng loạt chấn động, có cường giả mạnh nhất, lão cổ đang cảm thán. Cho dù là đại chiến hai giới trước đó, cũng không có nhân vật cấp đế vẫn lạc. Bởi vì khi đó đám người quân Tiêu Dao đã ngăn ách họa trung cực lại, cho nên cũng không có đại chiến chân chính nổ ra. Mà bây giờ, trong trận bất hủ chiến bắt ngang tiên vực lần này, có đế chân chính vẫn lạc. Đây không thể nghi ngờ là một sự kiện lớn chấn động tiên vực, bởi vì không ai có thể ngăn được lửa giận của quân gia. Chương 1604, đầu sỏ địa phủ hiện thân, U Quốc diệt. Ở chỗ sâu trong vũ trụ vô tận, hư không đều rách ra. Thần Vũ Đại Đế đứng thẳng trong đó, thân thể đế tỏa sáng. Đang trị liệu khôi phục. Nguyên rùa ách hoạn này, xác thực đúng là một phiền phức nhỏ. Thần Vũ Đại Đế hơi cau mày. Ở trong trận đại chiến mới vừa rồi, nguyên rùa ách họa quả thực đã ảnh hưởng tới phát huy của hắn. Nhưng còn tạm ngược, bản thân hồn chủ là thuộc về loại đế trạng thái không được tốt lắm. Nếu như đổi lại là cự đầu cùng cấp, thế thì chỉ sợ Thần Vũ Đại Đế thật đúng là có chút phiền phức. Ngay lập tức, ánh mắt Thần Vũ Đại Đế lại rơi vào bên trên ngọn thanh đồng cổ đăng kia. Sau khi hồn chủ vẫn diệt, chỉ còn lại có một chiếc đèn dẫn hồn, hay ra ánh sáng yếu ớt. Chuẩn tiên khí, cho dù là Thần Vũ Đại Đế cũng không thể đánh nứt. 10 kiện chuẩn tiên khí của địa phủ có thể tổ hợp thành vô thượng tiên khí, thập điện diêm la. Đèn dẫn hồn này chính là một kiện trong số đó. Vị hồn chủ kia có lẽ đã từng là một vị cường giả mạnh nhất của một điện nào đó trong thập điện địa phủ. Trong lòng Thần Vũ Đại Đế nghiền ngẫm tự nhủ. Ngay lúc hắn giơ tay lên, muốn cầm tới chiếc đèn dẫn hồn giam cầm kia, bỗng nhiên hư không phá diệt. Một bàn tay to đen kịt chụp tới cái đèn dẫn hồn ấy. Hừ, muốn hái quả đào ở sau lưng bản đế sao? Thần Vũ Đại Đế hừ lạnh một tiếng, tựa như sấm sét nổ vang. Hắn bổ tới một búa, tiên mang ức vạn trượng, va chạm với bàn tay to đen kịt kia. Mà cùng lúc đó, ở một phương hư không khác, đúng là lại có một bàn tay to phá không mà đến, chụp cái đèn dẫn hồn kia vào trong tay. Vật này, vốn là vật của địa phủ ta. Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Hai tôn đế. Thần Vũ Đại Đế im lặng. Đương nhiên, hai tôn đế này vẫn chưa hiện thân, chỉ là ở cách không gian vô tận ra tay. Bọn họ cũng không phải muốn vì hồn chủ báo thù, chỉ là đơn thuần muốn cầm đèn dẫn hồn đi mà thôi. Dù sao địa phủ và tiên đình giống nhau, các mạch thế lực nội bộ rối rắm phức tạp. Mặc dù hồn chủ từng là người của địa phủ nhưng bọn họ cũng không cần thiết phải vì một tên hồn chủ đã chết mà đi liều mạng với. Thần Vũ Đại Đế. Hành động của U Quốc và địa phủ chúng ta không liên quan. Ngay từ đầu chủ nhân của bàn tay to đen kịt đã truyền âm nói. Khẽ hiển nhiên tốt nhất, nếu không thì... Giọng Thần Vũ Đại Đế dừng một chút, nhiệt phủ, cũng không tiếp nhận nổi lửa giận của quân gia ta đâu. Ha ha. Có tiếng cười khàn khàn âm u lạnh lẽo vang lên. Sau khi hai bàn tay to đen kịt bắt được đèn dẫn hồn xong thì lập tức biến mất. Thần Vũ Đại Đế lặng lẽ đứng thẳng. Kỳ thật nếu như hắn muốn thì có thể giữ đèn dẫn hồn lại. Nhưng hắn không làm như vậy, thật không phải sợ địa phủ, chỉ là lúc này không nên sinh thêm nhiều chuyện.
địa phủ còn thần bí quỷ dị hơn cả sát thủ thần triều, hơn nữa còn không biết xấu hổ. Cái gì đào mộ bảo xác, các loại thí nghiệm máu tanh, luân hồi tái tạo vân vân. Sự ác nghiệt của sát thủ thần triều so với địa phủ, quả thực không đáng nhắc tới. Địa phủ cũng từ trồi lên mặt nước rồi, thời buổi rối ren mà. Thần Vũ Đại Đế khe khẽ thở dài. Hắn cảm giác trận bất hủ chiến bát ngang tiên vực này cũng không được xưng là sóng gió, mà chỉ là bọt sóng nhỏ trước khi sóng gió kéo tới mà thôi. Sao? Sao có thể thế được? Hồn chủ đại nhân đã vẫn lạc rồi sao? Minh Thiên Tiên Vực, bên trong cổ giới, U Quốc, hai vị chuẩn đế còn lại, đầu óc trống rỗng, tư tưởng cũng sắp sửa sụp đổ. Người mạnh nhất trong lòng bọn họ, nội tình của U Quốc, hồn chủ đã vẫn lạc. Không. Điều đó không có khả năng, hai vị chuẩn đế không tin. Thế nhưng hiện được đẫm máu bày ở ngay trước mắt. Bây giờ, toàn bộ cổ giới U Quốc giống như là quốc gia diệt vong một mảnh máu tanh. Máu chảy thành sông, thây nằm vạn dạng, hủy diệt, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lòng hai vị chuẩn đế đều đang bồn chồn. Nói thật, tu sĩ thực lực càng mạnh thì lại càng tiếc mạng, bởi vì bọn họ không cam tâm cứ như vậy chết đi. Bọn họ còn muốn đặt chân lên trên đỉnh cao hơn. Hai vị chuẩn đế nhìn nhau một chút, dường như cũng thấy được quyết định trong mắt đối phương. Ngay cả hồn chủ cũng đã chết, tiếp tục ngoan cố chống cự nữa cũng vô dụng thôi. Chúng ta nguyện ý quy hàng, vì quân gia phục dụng, trục tội. Một vị chuẩn đế U Quốc mở miệng nói. Liên quân bên này, không ít người ngược lại sửng sốt. Đó chính là chuẩn đế đấy. Không nói đã đạt tới đỉnh chấp tu hành, ít nhất cũng là tồn tại ở trên hàng tỷ sinh linh. Bây giờ lại đang mở miệng cầu xin tha thứ. Nguyện ý quy hàng. Xem ra ngay cả chuẩn đế cũng sợ chết. Trên mặt không ít tu sĩ đều lộ ra một nụ cười lạnh. Ở phương diện tham sống sợ chết này, những cường giả này cũng không khác gì những tu sĩ bình thường. Đương nhiên, cũng không phải tất cả cường giả mạnh nhất đều ấm ức giống như hai vị chuẩn đế này. Một vị cổ tổ ẩn mạch quân gia lạnh lùng nói, quy hàng. Hồ, chẳng lẽ quân gia ta thiếu hai tên chuẩn đế ngươi sao? Khương Đạo Hư cũng lạnh giọng quát, tội làm tôn nhi ta bị thương nặng, không cách nào tha thứ được, ta nói. Tam đại sát thủ thần triều, chó già không tha. Khương Hằng lại chỉ nhả ra một chữ, dễ. Các ngươi. Hai vị chuẩn đế đều vô cùng khiếp sợ. Quân gia lại còn chướng mắt hai chuẩn đế bọn họ sao? Kế tiếp, không có lo lắng quá lớn. Tuy hai tôn chuẩn đế U Quốc ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn ở dưới sự vây công của nhất chúng chuẩn đế, ôm hận ngã xuống. Những cường giả U Quốc còn lại cũng bị quét sạch sành xanh. Đúng thật là ngay cả một mạng cũng không trừ lại. Toàn bộ trên dưới U Quốc, tất cả đều bị giết sạch, không còn một ai sống sót. Đây nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách. Một sát thủ thần triều khổng lồ, cứ như vậy hủy diệt. Nhất đại sát thủ thần triều đã bị xóa sổ, từ nay về sau sẽ không còn U Quốc nữa. Đây là hậu quả của chọc tức quân gia ta chứ sao? Là đuổi tận giết tuyệt thật sự, một tên cũng không lưu. Sao ta lại có cảm giác, ở trong ý tứ của quân gia cũng có vẻ lập ghi nhỉ? Cửu Thiên Tiên Vực, thế lực khắp nơi đang chú ý tới tình huống nơi này đều cảm thán không thôi. Với thế lực bình thường mà nói, sợ sát thủ thần triều như giáng giết. Vậy mà quân gia và Khương gia lại hủy diệt dễ như trở bàn tay. Đây chính là sự cường đại của Thái Cổ Ngự Tam ra sao? Đương nhiên, ngoài U Quốc gia, Tiên Đường và Huyết Phù Đồ còn lại cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đại quân quân đế đỉnh ở một đường khác đang theo hỗn loạn tinh vực đến, chiến ý dâng cao, sát khí ngất trời. Ở trên một chiếc thiên chủ chiến chỗ cao tầng của quân đế đỉnh, Võ Hộ, thủ lĩnh quần tộc thế giới tiên cổ, đám người Lê Tiên, đám người Phương Tú Nương, lão người mù của Thanh Đồng Tiên Điện, còn có đám nữ vương của Xà Nhân tộc, chúng tỉ muội hạ gia của Vạn tộc Thương Minh, đều đang ở đây. Bọn họ xem như là nhóm cao tầng đầu tiên của quân đế đỉnh. Bỉ Ngạn thiên nữ thanh lệ vô song, Mộng Nô Nhi cũng ở trong đó. Nàng bỗng nhiên hơi mỉm cười nói, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta có khả năng đi một chuyến uổng công rồi. Ha, có ý gì? Nhất chúng cao tầng của quân đế đỉnh ở chu quanh đều nhìn về phía Mộng Nô Nhi, nguyên một đám đều mờ mịt không rõ nguyên nhân. Mộng Nô Nhi không nói gì, chỉ mỉm cười thần bí nói, quân công tử bị thương, vô thượng của tộc ta rất không vui. Chương 1605, mẫu hoa bỉ nạn cường thế. Hỗn loạn tinh vực không ở trong Cửu Thiên Tiên Vực, tên như ý nghĩa, đây là một mảnh đất không ai quản lý, vô cùng hỗn loạn. Các loại sát thủ, thích khách, băng nhóm cướp bóc, tay nhốn nợ máu, hoặc là kẻ bị người đuổi giết đều tập trung ở chỗ này. Đây là một mảnh khu vực uyên thâm, cá rồng lẫn lộn. Muốn từ nơi này tìm người, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Nhưng vào trước lúc xuất chinh, Khương Hằng đã dùng thiên cơ thần thuật tính ra Huyết Phù Đồ đang ở trong cái tinh vực hỗn loạn này. Giờ phút này, ở chỗ sâu bên trong hỗn loạn tinh vực, một tòa thành trì khổng lồ giống như một khối lục địa đang di chuyển. Tòa thành trì này vô cùng cổ xưa, tản ra hơi thở hoang dã, trên tường thành đều là vết máu loang lỗ lắng đọng.
Đây chính là nơi dừng chân của Huyết Phù Đồ, một tòa thành trì lơ lửng trên không. Tên của nó gọi là Huyết Phù Đồ. Trong ngày thường, thành trì Huyết Phù Đồ sẽ mọc lên pháp trận ẩn nấp, toàn bộ thành trì đều bị ẩn giấu đi. Nhưng bây giờ, mặt ngoài thành trì Huyết Phù Đồ, pháp mang trận vân với số tính đếm lên đến hàng tỷ sáng lên. Đó là pháp trận truyền tống, thành trì Huyết Phù Đồ muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng không giống với chiến truyền cổ vực giới, thành trì Huyết Phù Đồ quá khổng lồ, cơ bản không có khả năng truyền tống được khoảng cách rất xa, chỉ có thể sử dụng di chuyển ở cự ly ngắn. Chúng ta quyết không thể ở chỗ này chờ chết. Trong thành trì Huyết Phù Đồ, tiếng của cường giả mạnh nhất truyền đến. Nghe nói lần này công kích chúng ta chính là quân đế đỉnh, thực lực của một đường đại quân này cũng không kém hơn hai đường khác, thì đã sao? Chỉ cần có thiên cơ thần thuật của Khương gia ở đây, chúng ta có trốn tới chỗ nào cũng đều sẽ bị tính ra. Lần này xem như hoàn toàn hỏng kế hoạch rồi, lẽ ra không nên tiếp nhận nhiệm vụ này, vốn là nhiệm vụ 10 phần chắc chín, ai biết tên quân Tiêu Dao đó lại mạng cứng như vậy đâu chứ. Tam đại chuẩn đế đến ám sát đều thất hại, chuẩn đế của Huyết Phù Đồ đang trao đổi, hiển nhiên cũng đang cực kỳ hối hận. Mà lúc này, bọn họ còn chưa có nhận được tin tức U Quốc đã bị diệt. Nếu không, sợ là bọn họ sẽ càng tuyệt vọng hơn. Giờ phút này, ở trên thành trì Huyết Phù Đồ, rậm rạp chi chít, vô số sát thủ, thích khách của Huyết Phù Đồ đều đang căng thẳng đề phòng. Bọn họ cũng đã lờ mờ đoán trước được vận mệnh tương lai của mình sẽ ra sao. Bỗng nhiên, một tên thích khách của Huyết Phù Đồ ngẩng đầu lên, lã nhìn thấy được một cánh hoa màu đỏ tươi hẹp dài từ trong hư không lảo đảo bay xuống. Đây là... Tay tên thích khách này cầm cánh hoa, hơi nghi ngờ. Đang ở chỗ sâu trong tinh không, sao có thể có cánh hoa bay tới được chứ? Nhưng, không chỉ là một cánh hoa, hai cánh, bốn cánh, sáu cánh. Cánh hoa càng ngày càng nhiều, từ trong tinh không sâu thẳm lả tả rơi xuống. Càng về sau, giống như là một cơn mưa hoa rơi xuống. Trùng trùng điệp điệp, cánh hoa bất tận chậm chậm rơi. Vừa đẹp đẽ lại vừa quỷ dị, nhưng rất dễ nhận thấy. Cái này không hề bình thường. Một tiếng chiếu vang lên. Trên thành trì Huyết Phù Đồ, hai bóng người hiện lên đi ra. Rõ ràng là hai vị chuẩn đế của Huyết Phù Đồ. Thực lực và nội tình của Huyết Phù Đồ ở trong tam đại sát thủ thần triều xem như rất hạng chót, còn yếu hơn U Quốc và Thiên Đường một cấp. Bao gồm cả vị chuẩn đế đã vẫn lạc trước đó thì cũng chỉ mới có ba vị mà thôi. Đương nhiên, bọn họ còn có một kẻ dẫn đầu, sát thủ vương. Nhưng cũng không có ở trong thành trì Huyết Phù Đồ, mà ở trong một khu cấm địa cổ xưa liều chết bế quan tu luyện. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là quân đội của quân đế đỉnh đến đây? Hai vị chuẩn đế Huyết Phù Đồ nhìn nhau, đều thấy được biểu cảm ngưng trọng trong mắt đối phương. Bọn họ đã nhận ra một loại khí cơ vô cùng nguy hiểm. Điều này khiến cho bọn họ đều có cảm giác da đầu hơi run lên, có một loại ý lạnh rét buốt thấu xương đang bao phủ bên trong cơ thể. Không đúng. Một vị chuẩn đế trong đó tinh linh lửng đầu, mắt ngóng nhìn tinh vực xa xa ở trong chỗ sâu trên không trung tinh vực. Chẳng biết tự khi nào, một bóng dáng mờ nhạt đang đứng thẳng ở trên hàng tỷ trượng tinh khung. Ngân hà minh mông tựa như một dòng suối nhỏ, vần quanh trên chân ngọc trắng như tuyết đang để lộ ra của nàng. Bóng dáng ấy, ở trong khí cơ mơ hồ bao phủ. Đừng nói chuẩn đế, cho dù là đế chân chính cũng không nhất định có thể thăm dò rõ ràng nội tình của bóng dáng này. Chỉ là đường cong yểu điệu lờ mờ hiển lộ ra, vẫn tiết lộ bóng dáng này chính là một vị nữ tử. Một vị nữ tử phong thái tuyệt thế, khuynh tuyệt cửu thiên. Mưa hoa bay là giả rơi xuống, ấy là hoa bỉ ngạn. Là đóa hoa bỉ ngạn nở ở hoàng tuyền, vừa xinh đẹp lại quỳ dị. Lấy mưa hoa đầy trời làm nền, nữ tử kia quả thực xinh đẹp đến cực điểm. Thậm chí ngay cả rất nhiều sát thủ thích khách tâm tính vô cùng lạnh lẽo cứng rắn trong Huyết Phù Đồ, giờ phút này đều nhìn đến ngây người, trong mắt thậm chí còn có vẻ hốt hoảng. Nữ tử đó, quá hoàn mỹ. Có điều, duy nhất không hoàn mỹ chính là bọn họ không nhìn được dung mạo của nàng. Thân thể nàng mềm mại mơ hồ, trên mặt duy nhất thấp thoáng để lộ ra, đeo một cái mặt nạ quỷ có vẻ hơi vụng về. Ngươi, không phải người của quân đế đỉnh, một vị chuẩn đế của Huyết Phù Đồ thử lên tiếng thăm dò. Nhưng cỗ khí cơ hết sức thần bí khủng bố ấy khiến cho vã cũng có cảm giác như bị nghiền nát. Đối mặt với chất vấn của cường giả Huyết Phù Đồ, vị nữ tử tuyệt thế đang đứng ở trên cửu thiên tinh hà kia không nói tiếng nào. Thật giống như không ai sẽ cùng trao đổi với một con kiến bên chân. Đúng vậy, ở trong mắt nàng, hai tôn chuẩn đế này cùng lắm chỉ là con kiến hôi bên chân mà thôi. Còn một vị chuẩn đế khác, sau khi nhìn đến cái mặt nạ quỷ kia, có vẻ như nghĩ tới cái gì đó, con ngươi bỗng nhiên co lại lớn bằng cái lỗ kim. Một cỗ hàng ý độ không tuyệt đối xâm nhập vào mỗi một góc của cơ thể chuẩn đế hắn. Nàng là... Làm sao vậy? Một vị chuẩn đế khác ngược lại hơi mềm ma. Đại chiến hai giới, nàng đã từng hiện thân, từ giao thủ với ách họa trung cực. Lời của vị chuẩn đế này khiến cho ngay cả không khí cũng lặng ngắt như tờ. Một vị chuẩn đế khác càng như bừng tỉnh hiểu ra, thay vào đó là tuyệt vọng nặng nề. Vị nữ tử tuyệt thế hiện thân này là ai? Đã không cần phải nhiều lời.
chính là vô thượng của Bỉ Ngạn nhất tộc, mẫu hoa Bỉ Ngạn. Ai có thể nghĩ tới, lần bất hủ chiến bát qua cương vực này lại có thể dẫn động nàng ra tay đâu chứ? Có thể nói, tồn tại tới bực này, ngài thăng hoa, thành tiên gia, đã không còn chuyện gì có thể đánh động tới bọn họ. Nhưng mẫu hoa Bỉ Ngạn lại vì chuyện của Quân Tiêu Dao mà xuất hiện. Giờ phút này, mưa hoa Bỉ Ngạn bay lả tả đầy trời. Đây vốn là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Nhưng tất cả người của Huyết Phù Đồ đều chỉ cảm thấy một cảm giác rét lạnh đi sâu vào tận xương tủy. Chờ đã. Từ từ. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Chương 1606, một trường hủy diệt Huyết Phù Đồ. Đối diện với tồn tại bực này, hai vị chuẩn đế của Huyết Phù Đồ thậm chí còn hoài nghi. Cho dù là người đứng đầu Huyết Phù Đồ, vị sát thủ vương kia trở về, e rằng cũng không khởi lên được tác dụng quá lớn. Cho nên bọn họ rất thẳng thắn, muốn đầu hàng. Nhưng mà, mẫu hoa Bỉ Ngạn vẫn như cũ không nói tiếng nào. Nàng rốt cuộc có động tác, chậm rãi duỗi một cánh tay ngó sen, tay ngọc tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, một trường ép xuống. Rõ ràng là một bàn tay ngọc xinh xắn tinh tế, nhưng sau khi một trường ép xuống, ngân hà vô tận cũng phải sôi trào. Các loại thần văn đại đạo, siêu xích trật tự đều vỡ tan, hủy diệt. Trật tự không gian trong nháy mắt sụp đổ, sao lớn số tính đếm lên đến hàng tỷ trong nháy mắt mai một thành bụi. Hết thảy vật chất, giống như là giới một trường này bị đánh tan thành trạng thái phân tử nguyên sơ nhất. Đây là một loại nghiền ép tuyệt đối, chấn động hoàn vũ, chư thiên cộng minh. Mảnh hỗn độn tinh vực minh mông này cũng nổi lên thủy triều pháp tắc ngập trời. Ngợn sóng càn quét toàn bộ tinh vực, vô số sinh linh của hỗn loạn tinh vực đều bị xung kích. Cái này giống như diệt thế. Không ít sinh linh tu vi hơi yếu, tờ cách xa hàng tỷ dặm, tức thì trực tiếp bị đánh chết. Thật giống như một người khổng lồ, một bước đạp xuống, kiểu gì cũng sẽ tổn thương tới người vô tội. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả mạnh nhất cấp đế trở lên đều sẽ đi tới chỗ sâu trong tinh không chiến đấu, chính là vì tránh cho ảnh hưởng tới những người vô tội khác. Nhưng mẫu hoa Bỉ Ngạn không quan tâm. Có thể nói, với nàng mà nói, mày tiếp tục tu luyện, trở nên mạnh hơn ra thì chỉ có Quân Tiêu Dao mới có thể để cho nàng hơi quan tâm một chút như vậy, không hơn. Một trưởng qua đi, thanh trì Huyết Phù Đồ đã không còn tồn tại, thậm chí ngay cả khối vụn phế tịch cũng không tồn tại. Chỉ có bụi bặm đầy trời cuốn lên. Hai vị chuẩn đế của Huyết Phù Đồ kia, dưới một trường này, không khác gì những sát thủ Huyết Phù Đồ khác, đều là sâu kiến, đều bị chôn vùi. Một trường của mẫu hoa Bỉ Ngạn đã xóa bỏ Huyết Phù Đồ một trong tam đại sát thủ thần triều. Thế nhưng biểu cảm của mẫu hoa Bỉ Ngạn bên dưới mặt nạ quỷ vẫn xinh đẹp lạnh lùng như cũ, không hề có chút lao động nào. Thử hỏi ngươi dẫm chết một con kiến thì có cảm giác thành tựu gì không? Có điều, trong lòng mẫu hoa Bỉ Ngạn bỗng nhiên xuất hiện một loại xúc động khó hiểu. Hình như ở trước đây rất lâu, cũng có một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại, một trưởng hủy diệt tiên triều vô thượng, một trưởng đánh sụp cấm khu vạn cổ. Lại là hình bóng của nàng ta sao? Mẫu hoa Bỉ Ngạn tự lẩm bẩm. Nàng chỉ muốn thoát khỏi, nhưng vẫn luôn không cách nào thoát khỏi vị nữ đế mặt quỷ kia. Thân mình mẫu hoa Bỉ Ngạn tiến vào hư không, biến mất, không tiếng động đến, không tiếng động rời đi. Một sát thủ thần triều, ở dưới một trường của nàng, hoàn toàn trở thành bụi bặm lịch sử. Một trường của mẫu hoa Bỉ Ngạn, không thể nghi ngờ đã dấy lên sóng lớn ngập trời ở toàn bộ hỗn loạn tinh vực. Vô số sinh linh lọt vào tầm ảnh hưởng. Kẻ vận khí tốt thì chỉ bị thương chút ít, còn vận khí không tốt thì trực tiếp bị đánh chết. Sinh linh con số tính đếm lên đến hàng tỷ đều đang chấn động. Chuyện gì xảy ra? Là tận thế sắp sửa giáng xuống hỗn loạn tinh vực sao? Chẳng lẽ là đại quân của Quân Đế Đỉnh? Thế nhưng bọn họ còn chưa khai chiến nữa mà. Trong hỗn loạn tinh vực, vô số sinh linh đều đang trao đổi. Chấn động mới vừa rồi, quả thực giống như thần linh diệt thế. Mà Quân Đế Đỉnh bên này, có Phương Chu chiến tranh bảo vệ, đương nhiên sẽ không bị liên lụy. Sao lại thế này? Cô khi tức đó, cho dù là trầm ổn như Võ Hộ, trong con người cũng lộ ra vẻ rúng động. Đó là sức mạnh to lớn nhường nào? Chỉ một chiêu mà thôi, cả hỗn loạn tinh vực đều bị tác động đến, tử thương vô số. Phương hướng đó chính là phương hướng của Huyết Phù Đồ, có người hô lên. Hành quân tốc độ cao nhất, điều tra rõ tình huống, Võ Hộ cất tiếng ra lệnh. Mộng Nô Nhi một mực theo quân đi tới, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia quả nhiên là thế. Đã ra tay rồi sao? Có thể để cho vô thượng tộc ta ra tay nhiều lần, Quân công tử, mị lực của ngài thật đúng là không ai cản nổi. Mộng Nô Nhi nghĩ thầm trong bụng. Trận chiến ách họa trước đó, mẫu hoa Bỉ Ngạn cũng xuất hiện che chở cho Quân Tiêu Dao. Lần này cũng là như thế. Nàng đương nhiên không biết ràng buộc giữa Quân Tiêu Dao và mẫu hoa Bỉ Ngạn. Ngay lúc đại quân Quân Đế Đình toàn lực tiến đến chỗ Huyết Phù Đồ, ở trong một mảnh đất cổ khác. Đây là một mảnh trời đất đẫm máu, là một mảnh chiến trường cổ xưa chết chóc, đầy rẫy hung hiểm vô tận. Ở ngay tại chỗ sâu nhất bên trong mảnh huyết sắc cổ địa này, ở trong một cái biển máu, đột nhiên có một bóng dáng thức tỉnh, cất tiếng quát lạnh, đến cùng là ai hả? Giọng nói này đế uy cuồn cuộn, chấn động hoàn vũ.
cả biển máu đều nổ tung, sóng máu ngập trời. Một ít người đang thám hiểm bên ngoài đều vô cùng hoảng sợ. Trời ạ, chẳng lẽ ở chỗ sâu trong huyết sát của địa này có mối nguy lớn nào đó đã thức tỉnh rồi sao? Mau lùi lại, nơi này không thể nán lại được nữa. Rất nhiều tu sĩ đều vội vã rút lui. Trong biển máu kia, một bóng người cả đầu đầy tóc dài màu đỏ máu hiện ra. Trong một đôi mắt lạnh lùng, có cảnh tượng núi thây biển máu hiển hiện. Ở bên cạnh hắn ta, huyết sát ma hoàn hiện lên vô số. Đây là do giết quá nhiều sinh linh ngưng tụ ra tới. Mỗi một vòng huyết sát ma hoàn đều đại biểu có hàng tỷ sinh linh bị tàn sát. Mà ở bên cạnh bóng người này, tức chừng có hơn 10.000 vòng huyết sát ma hoàn. Cái này cần phải giết bao nhiêu sinh linh mới ngưng tụ ra được? Mà bóng người này chính là chủ của huyết phù đồ, vị sát thủ vương kia. Là ai? Đến cùng là ai? Dám diệt huyết phù đồ ta? Sát thủ vương đang phẫn nộ gào lên. Hắn ta là một vị sát đạo đế vương, lấy giết chứng đạo. Cho dù là đại đế cùng cấp cũng phải kiêng kỵ hắn ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao huyết phù đồ có thể lâu dài bất diệt, còn đặt song song với nhị đại sát thủ thần triều còn lại. Thực lực của bản thân huyết phù đồ không tính là hùng hậu, nhưng vị sát thủ vương hắn ta đây, thực lực mạnh mẽ, ngay cả đại đế cũng phải kiêng kỵ. Vậy nên mới không có kẻ nào dám trêu chọc huyết phù đồ, sợ lọt vào phục thù của sát thủ vương. Nhưng ngay mới vừa rồi, sát thủ vương đang xúc tích lực lượng tu luyện ở trong biển máu đã cảm ứng được. Huyết phù đồ đã bị diệt. Điều này khiến cho hắn ta cực kỳ tức giận. Ai dám đối phó với huyết phù đồ? Để cho bản sát đế nhìn xem. Huyết phù đồ là ai diệt? Cho dù là đại đế ra thì bản đế cũng phải khiến cho hắn trả giá bằng máu. Chương 1607, một trưởng trấn áp. Ngay lúc sát thủ vương đang muốn đi tìm hung thủ, bỗng nhiên có từng đóa hoa bỉ ngạn bay theo gió rớt xuống. Thân thể sát thủ vương căng chặt. Đây là phản ứng bản năng khi gặp phải nguy cơ của hắn ta. Sao lại như vậy? Ngay cả bản thân sát thủ vương cũng nghi ngờ. Hắn ta chính là sát đạo đại đế. Đến cảnh giới này, có thể nói, ở tiên vực hầu như không có bao nhiêu người có thể uy hiếp đến hắn ta. Thậm chí một ít đại đế còn rất kiên kỵ hắn ta. Nhưng bây giờ, hắn ta đúng là cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ đã lâu không gặp. Loại cảm giác nguy cơ này, hắn ta đã từng trải nghiệm qua. Đó là lúc hắn ta mới vừa bước vào giới tu hành, bởi vì một chút ân oán mà cả nhà bị diệt môn. Hắn ta trốn ở trong một cái hố phân, run lẩy bẩy. Cuối cùng, chờ kẻ thù đi xa rồi, hắn ta mới dám từ trong đó leo ra. Ai có thể nghĩ tới, một thế hệ sát đạo đại đế, cường giả mạnh nhất sáng lập ra huyết phù đồ sát thủ thần triều, đã từng có kinh lịch trốn ở hố phân. Cũng là từ đó về sau, tâm tính của sát thủ vương mới bắt đầu trở nên lãnh khốc vận lạ. Cuối cùng lấy giết chứng đạo. Ký ức bi thảm không muốn nhớ lại này khiến cho sát ý trong mắt sát thủ vương lại càng dày đặc. Cũng là bởi vì kinh lịch một lần kia, về sau bị người ta bới ra. Một ít kẻ thậm chí còn lén châm chọc, gọi hắn ta là hố phân đại đế. Đương nhiên, những kẻ cười nhạo ở bên ngoài đều đã bị sát thủ vương tiêu diệt. Lại còn là giết cả cửu tộc. Là ai cố làm ra vẻ huyền bí ở trước mặt bản đế? Sát thủ vương sát khí ngút trời, hơn vạn vòng huyết sát ma hoàn nở rộ ra huyết quang tươi đẹp. Mà đúng lúc này, trong hư không mảnh huyết sát của địa này, một bóng dáng xinh đẹp phong thái tuyệt thế, mưa hoa đầy trời làm nền sau lưng, lẳng lặng xuất hiện. Một chiếc mặt nạ quỷ vụng về, vô cùng thần dị, dưới mặt nạ có một đôi con ngươi lạnh lùng xa thẳng. 3.000 tóc đen tùy ý rối tung, từng sợi óng ánh. Một thân váy đen bao bọc lấy thân thể mềm mại hết sức ngạo nghễ. Đùi ngọc thon dài tuyệt mỹ vén lên, chân ngọc trong suốt không sò hai tấc điểm đạp hư không, vô số đại đạo thần văn đang hiển hiện dưới chân. Không thể nghi ngờ, đây là một vị nữ tử lạnh lùng xinh đẹp tuyệt trần, đẹp tới lòng người chấn động. Nhưng sát thủ vương của giờ phút này lại không có tâm trạng đi thưởng thức phần xinh đẹp này, bởi vì hắn ta cảm giác được một loại nguy hiểm cực độ. Loại cảm giác này, từ sau khi hắn ta chứng đạo thành đế thì chưa từng trải nghiệm qua, mà bây giờ hắn ta lại để ý cảm nhận được. Loại sợ hãi và run rẩy bắt nguồn từ chỗ sâu trong linh hồn. Loại cảm giác này, thật giống như là hắn ta lại quay về thời điểm cả nhà bị diệt môn. Hắn ta vì mạng sống mà trốn ở trong hố phân sống tạm, bộ qua ngày. Loại cảm giác này khiến cho sát thủ vương, trong sợ hãi, lại có một chút cảm giác phẫn nộ và khuất nhục ngập trời. Là ngươi đã hủy diệt huyết phù đồ, sát thủ vương đoán ra được, nhưng vẫn có chút không dám tin tưởng. Sao huyết phù đồ có thể chọc đến tồn tại khủng khiếp bực này được chứ? Cho dù là chuẩn đế, cơ bản cũng không có tư cách ám sát nhân vật bực này. Trước đó hắn ta liên tục liều mạng bế quan tu luyện, cho nên hết thảy ngoại giới đều không phát giác. Tự nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Mẫu hoa bỉ ngạn, xinh đẹp lạnh lùng tựa xương. Đối diện với vị nhân vật cấp đế chân chính này, nàng ngược lại hơi liếc mắt nhìn thẳng một chút, một vị đế, còn có một chút giá trị. Dứt lời, mẫu hoa bỉ ngạn vẫn như cũ vô cùng đơn giản, duỗi một cánh tay ngọc xinh xắn tinh tế va, ép tới sát thủ vương.
ánh sáng đại đạo rực rỡ bất tận nở rộ, thần văn vờn quanh, tựa như trời đất cùng nhau cộng minh, dung chuyển. Toàn bộ huyết sắc cổ địa lập tức sinh ra rung lắc dữ dội, biển máu lật úp, đất đai rạn nứt. Một chiều này có thể đánh sụp toàn bộ huyết sát cổ địa. Cỗ lực lượng này, đế vô thượng, sát thủ vương rung động không gì bằng. Cho dù là lấy tâm cảnh đại đế của hắn ta, giờ phút này cũng sinh ra sóng dữ ngập trời. Khi nào thì cường giả tối cao bực này có thể tùy tiện hiện thân ở tiên vực? Phải biết, cho dù là các đế bọn họ, dưới tình huống bình thường cũng không thể tùy tiện tàn sát bừa bãi ở tiên vực. Đây là quy định của minh ước thái cổ. Nhưng không cho sát thủ vương thời gian suy nghĩ nhiều, một bàn tay trắng nõn kia tựa như là vòng trời vạn cổ miêu sụp ép xuống, mặc cho hắn ta là sát đạo đế vương cũng phải miệng lớn hộc máu, bị đẩy lùi, cơ thể rạn nứt, thân thể đế đều đang run rẩy. Cũng không phải là đại đế không mạnh, mà là do thực lực của mẫu hoa bỉ ngạn đã xa xa vượt qua đại đế, đã đến cảnh giới trong vô thượng. Nếu không thì trước đó nàng cũng không thể có tư cách giao thủ với ách họa trung cực. Mẫu hoa bỉ ngạn thi triển ra pháp tắc cao nhất, giam vị sát thủ vương này lại. Đường đường chủ của huyết phù đồ bị một tay trấn áp. Huyết sát cổ địa sớm đã chia năm xẻ bảy, mảnh chiến trường cổ đã có từ xưa này, bị mẫu hoa bỉ ngạn một kích đánh cho lung lay sắp đổ. Mà chủ của huyết phù đồ, vị sát thủ vương này thì đang bị nhốt ở trong lồng giam đại đạo, đầu hàng hoặc là chết. Mẫu hoa bỉ ngạn, kẻ ác không nhiều lời, lại lùng phun ra mấy chữ. Nếu như nói chuẩn đế, ở trong mắt nàng không có chút giá nào mà nói. Như vậy thì sát thủ vương ở trước mắt, ngược lại có chút giá trị. Đương nhiên, không phải có giá trị với nàng, mà là có giá trị với quân Tiêu Dao. Cho dù hùng mạnh như quân gia thì cũng không thể coi nhẹ lực lượng của một vị đế. Nghe được lời của mẫu hoa bỉ ngạn, khóe mắt sát thủ vương khẽ giật. Nói thật, đối diện với một tôn đế vô thượng, hắn ta không thể nào có lực phản kháng. Cường giả bực này đã là tồn tại đỉnh cao nhất trong đế rồi, lại tiến thêm một bước về phía trước, chính là tiếp cận cấp thần, tồn tại tiếp cận thần thoại. Đáng hận, bản đế một đường ngập ghềnh đi tới, sáng tạo cơ nghiệp vạn thế huyết phù đồ, há có thể chết đi như thế. Mặt mày sát thủ vương vô cùng dữ tợn. Thông thường mà nói, tới cảnh giới đại đế, tâm cảnh đã sớm không còn vướng bận. Nhưng cũng không phải đế tất cả đều sẽ như thế. Sát thủ vương kinh lịch chớ trêu, còn từng có kinh lịch trốn ở hố phân, điều này khiến cho hắn ta trở nên vô cùng thực tế. Mài giết chóc, biến mạnh lên ra thì không còn mục đích nào khác. Bản đế không thể ngã xuống ở chỗ này. Mặc dù với đại đế mà nói, đầu hàng là sự kiện hoàn toàn khuất nhục. Nhưng sát thủ vương ngay cả hố phân còn trốn được, chẳng lẽ còn sợ đầu hàng? Người chết vạn sự không, chỉ cần có mạng thì sẽ có hy vọng. Sát thủ vương đang lẩm bẩm thì thầm. Mới vừa rồi lúc hắn ta phá quan từ biển máu, liền mơ hồ cảm thấy có đại đạo trở về trong trời đất. Đó hẳn là một vị đế đã vẫn lạc không lâu trước đây. Sát thủ vương cũng không muốn cùng vẫn lạc giống như vị đế kia. Tam nguyện đầu hàng, sát thủ vương lạnh lùng nói. Chương 1608, lịch sử đen một thời. Mẫu hoa bỉ ngạn không nói lời nào. Sau đó một ngón tay nhỏ nhắn thanh tú điểm ra, một điểm ấn ký hủy diệt ẩn vào trong cơ thể sát thủ vương. Đó là một sợi lông xiềng lẫn hạn chế, giống như khi đó quân vô hối ra tay hạn chế phù phong vương. Dù sao sát thủ vương cũng là một tôn đế chân chính, nếu như hắn ta phát cuồng lên thì hậu quả tạo thành sẽ không cách nào tưởng tượng. Tay ngọc mẫu hoa bỉ ngạn vung lên, dẫn theo sát thủ vương phá giới mà đi. Ở một bên khác, hỗn loạn tinh vực, lúc đại quân của quân đế đình đi vào trụ sở huyết phù đồ mà Khương Hằng suy tính, tất cả mọi người đều hơi mờ mịt, bởi vì trước mắt cái gì cũng không có, một mảnh trống trải, thậm chí ngay cả sao trời cũng không thấy một cái. Trong hư không chỉ còn lại từng cái khe vực thật lớn kéo dài hàng tỷ dặm. Phiến vũ trụ này thật giống như một chiếc gương bị đánh nát, xuất hiện rất nhiều khe nứt hư không. Chuyện gì đã xảy ra? Nơi này thật giống như đã trải qua một trận chiến lớn, là cỗ dao động hủy diệt trước đó sao? Ai có thể gây ra thiệt hại lớn như thế? Thành trì huyết phù đồ đâu rồi? Chẳng lẽ Khương Hằng chuẩn đế của Khương gia đã tính sai rồi sao? Liên quân toàn là vẻ mặt mờ mịt. Những cường giả của các thế lực lớn đi theo đến đây như Hoang Cổ Diệp gia, Ma Tiên giáo, Yêu Thần cung, nóng cường giả thế lực Thánh Linh thư viện đều chẳng hiểu chuyện gì. Trên bong tàu một chiếc phương chu chiến tranh, võ hậu vóc người cao lớn ánh mắt thâm thúy. Ông ta giơ tay lên, bắt được một hạt bụi trong hư không, chỉ sợ huyết phù đồ đã hóa thành cho rồi. Lời của võ hậu khiến cho toàn quân một mảnh vắng lặng, khắp nơi yên ắng. Trên mặt rất nhiều tu sĩ toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ cùng cực. Huyết phù đồ không còn nữa sao? Không thể nào, cho dù có đại đế chân chính tự mình ra tay thì cũng không thể trong thời gian ngắn như thế tiêu diệt suốt giáo như vậy chứ. Đúng thế, hơn nữa nghe nói, thành trì huyết phù đồ nếu như toàn lực phòng ngự, thậm chí có thể ngăn được chiêu thức công phạt của đại đế trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều không tin tưởng.
bởi vì điều này thật là quá không cách nào tưởng tượng nổi. Với vô thượng của tộc ta mà nói, không có điều gì là không thể. Bỗng nhiên, Bỉ Ngạn thiên nữ Mộng Nô Nhi đi tới nói. Nghe được lời này, tu sĩ chung quanh lại hoàn toàn sửng sốt, sau đó đột nhiên nghĩ tới một người. Người nọ còn ở trong trận chiến ách họa cùng quân Tiêu Dao. Quân Vô Hối sóng vai chiến đấu. Hít. Vô số tiếng hít khí lạnh vang lên. Nếu như là nàng, vậy ngược lại là hợp tình hợp lý. Nhưng tồn tại bực ấy lại bởi vì quân Tiêu Dao bị ám toán mà ra tay, xác thực cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của người ta. Chẳng lẽ thực sự đi một chuyến uổng công sao? Rất nhiều cường giả đi theo đều có chút không biết nói gì. Ngay lúc cả trí quân đội hơi không biết nên làm cái gì, đột nhiên, hướng không dường như hơi rung chuyển một chút. Chợt, hai bóng người hiện ra ở trên tinh khung, thu hút ánh nhìn của mọi người. Người đến, tự nhiên là Mẫu Hoa Bỉ Ngạn. Tham kiến vô thượng, trong mắt Mộng Nô Nhi chất chứa vẻ tôn kính cuồng nhiệt, cao giọng hô. Thật là Mẫu Hoa Bỉ Ngạn, lọt qua Mẫu Hoa Bỉ Ngạn, cả chi quân đội. Vô số tu sĩ chắp tay. Trước đó mặc dù Mẫu Hoa Bỉ Ngạn coi như bất hủ của dị vực, nhưng nàng và nhóm quân Tiêu Dao sóng vai chiến ách họa cũng giành được sự tôn kính của tiên vực bên này. Còn có, thực lực của bản thân Mẫu Hoa Bỉ Ngạn cũng là sâu không lường được. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất nàng có thể nhận được sự kính sợ. Mẫu Hoa Bỉ Ngạn phong thái vô song, thế nhưng lại không có ai dám nhìn chằm chằm vào nàng. Cho nên rất nhiều người đều rời mắt đi một chút, đều nhìn đến vị tồn tại ở sau lưng Mẫu Hoa Bỉ Ngạn. Ấy, đó chẳng lẽ là chủ của Huyết Phù Đồ, vị sát thủ vương khủng bố kia trong liên quân? Không thiếu một ít cường giả có tư lịch, tự nhiên hiểu biết nhiều. Thật là vị sát thủ vương đó, ta đã nói mà. Huyết Phù Đồ bị diệt, sao vị sát thủ vương đó lại có thể không có động tĩnh được chứ? Hắn chính là một vị sát đạo đại đế chân chính, lấy giết chứng đạo, có điều bây giờ xem ra, sao lại có cảm giác như là đã bị Mẫu Hoa Bỉ Ngạn trấn áp rồi vậy? Một màn này khiến cho cả tập thể liên quân đều nghẹn họng. Đây chính là một vị đế chân chính, táp đảo trên hàng tỷ sinh linh. Kết quả hiện giờ lại bị trấn áp, trở thành tù nhân. Sự kinh sợ mà mọi người dành cho Mẫu Hoa Bỉ Ngạn lại càng khắc sâu. Thật sự là vị sát đạo đế vương ấy. Nghe nói con đường cuột khởi của hắn cũng không tốt hơn loạn cổ đại đế bao nhiêu, còn từng trốn ở hố phân. Ồ, chẳng lẽ hắn chính là cái vị ở trong tin tức ngầm hố phân đại đế tiếng tăm lừng lẫy ấy sao? Đúng vậy, nghe nói tên thật của hắn là Cẩu Thắng, chỉ là do bất nhác hơi giống Cẩu Thặng cho nên mới đối ngoại tự xưng là sát thủ vương Cẩu Thặng, tức An Thừa. Nghe được những tiếng xì xào bàn tán mơ hồ này, sát thủ vương cũng chính là Cẩu Thắng cơ mặt đều đang co giật, trong mắt bắn ra ánh sáng giết chóc, cả hư không đều đang rung lên. Ai dám ở trước mặt hắn ta nhắc tới hố phân đại đế và Cẩu Thắng, đây là lịch sử đen một thời của hắn ta. Bất luận kẻ nào nhắc tới đều phải tru diệt cửu tộc. Cùng, Mẫu Hoa Bỉ Ngạn lạnh lùng hừ một tiếng, Cẩu Thắng lập tức như bị sét đánh, thân đấy đều đang rung lên, tấn ký hủy diệt bên trong cơ thể dường như cũng muốn nổ tung. Đường đường sát thủ vương, chưa bao giờ khoát nhẹ như vậy. Ngươi, mệnh nghe theo quân Tiêu Dao, thuộc về quân đế đỉnh. Đây là chuộc tội cho Huyết Phù Đồ, Mẫu Hoa Bỉ Ngạn lạnh lùng bỏ xuống một câu. Thân thể lập tức mờ dần vào hư không, biến mất không thấy. Lấy thực lực của nàng, một mình quét ngang tam đại sát thủ thần triều còn được, như nàng lười làm, chỉ cần tỏ thái độ ra là được. Sát thủ vương cũng sừng sờ. Hắn ta còn tưởng Mẫu Hoa Bỉ Ngạn muốn chu vị đại đế hắn ta đây làm người hầu. Ai ngờ, Mẫu Hoa Bỉ Ngạn cơ bản không cần đến hắn ta, trướng mắt vị đại đế hắn ta đây, lại còn giao hắn ta cho quân Tiêu Dao. Tân ký hủy diệt trong cơ thể hắn ta vẫn như cũ tồn tại. Nếu như hắn ta làm ra cử chỉ điên cuồng gì, hoặc là vi phạm mệnh lệnh của quân Tiêu Dao thì cái ấn ký hủy diệt trong cơ thể này sẽ lập tức nổ tung, cả thân đế cũng sẽ nổ nát. Vị sát thủ vương khiến cho người ta nghe tiếng là chết này, không nói lời nào, đáp xuống phía trên phương chu chiến tranh. Cỗ uy áp đế mờ mờ ảo ảo kia, khiến cho mọi người đều không dám tới gần. Đôi mắt võ hộ cũng cứng lại. Không hổ là sát đạo đại đế, với thực lực hiện tại của ông ta, đều không cách nào cùng đọ sức. Trừ khi ông ta hoàn toàn luyện hóa song tâm hộ thế, máu hoàng đế, đạt đến chuẩn đế mới có thể cùng tranh phong. Tất cả mọi người đều cách rất xa sát thủ vương, duy chỉ có một sinh linh vậy mà đi về hướng sát thủ vương, thậm chí còn muốn cùng nhau kể vai sát cánh. Rõ ràng là cửu đầu sư tử từng là tọa kỵ của quân Tiêu Dao. Này huynh đệ, ngươi cũng tên Cẩu Thặng à? Thật trùng hợp, ngũ danh của ta cũng gọi Cẩu Thặng, cửu đầu sư tử tùy tiện muốn kể vai sát cánh với sát thủ vương, sư huynh gọi đệ với một vị đại đế sảng khoái cỡ nào. Nhưng sát thủ vương lại mặt đen như đít nồi. Hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét rung chuyển vạn dặm, chấn vỡ thiên ngoại sao trời, phát tiết phiền muộn trong lòng. Hắn ta không tên Cẩu Thặng, cũng không phải hố phân đại đế. Hắn ta là chủ của Huyết Phù Đồ, sát thủ vương. Chương 1609, đại đế khuất nghẹn nhất trên lịch sử. Ai ra? Huynh đệ,
chẳng lẽ ngươi cũng biết sư tử hống của nhất mạch cửu đầu sư tử ta sao? Duyên phận mà. Cửu đầu sư tử bịt lỗ tai lại càng vô cùng mừng rỡ. Người này không chỉ cùng tên với nó mà thậm chí còn biết sư tử hống. Sát thủ vương rất muốn một ánh mắt giết chết cửu đầu sư tử, nhưng ấn ký hủy diệt ở trong cơ thể hắn ta mỗi thời mỗi khắc đều đang giám sát hành động của hắn ta. Chỉ cần sát thủ vương hơi vượt qua một chút thì sẽ lập tức ngã xuống, cho nên hắn ta cơ bản không có khả năng đại khai sát giới với quân đế đỉnh. Hắn ta không muốn chết, hắn ta muốn sống tiếp. Nói theo cách thông thường, ta là cường giả thì càng tiếc mạng. Cuối cùng, sát thủ vương lửa giận tràn ngực, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ. Cút! Song âm mạnh mẽ đánh bay cửu đầu sư tử, đầu choáng mắt hoa. Ấy, ngươi cái người này, ngươi gọi cầu thắng, ta cũng gọi cầu thạng, vốn là cùng một cốc sinh ra. Như nhau thôi, cớ gì phải nóng này chứ? À, đúng rồi. Hình như ngươi còn có một cái danh hiệu, họ là hố phân đại đế. Ta đây không giống ngươi rồi, ta là cửu đầu sư tử, không phải chó, cho nên không thích đớp phân. Nhưng ngươi là người mà, sao ngươi lại thích phân chứ? Cái này không nên đâu, ngươi sẽ không thật sự thích phân chứ hả? Cửu đầu sư tử vừa cắt tỉa bồng lông của mình vừa lải nhải không ngừng nói. Đôi mắt sát thủ vương phủ kín tơ máu, cả đầu tóc dài màu đỏ bay múa loạn xạ. Ta ha 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 ha. Sát thủ vương ngửa mặt lên trời bi phẫn thét dài, xông ra ngoài hành tinh, hủy diệt vô số ngôi sao. Dùng cách này để hả giận. Ô kì, một đại đế đang yên đang lành, sao lại phát điên rồi? Một chút tâm tính đại đế cũng không có, còn không có tâm thái tốt bằng ta, phong độ miễn cưỡng cũng quá thấp rồi. Cửu đầu sư tử bình phẩm từ đầu đến chân, nhếch miệng nói. Cả đám tu sĩ chung quanh im lặng, chắn nổi vân xanh. Có thế chọc một vị đại đế tức thành cái dạng này, ngươi cũng là một nhân tài. Không. Sư tử tài, điếu mao anh vũ của Thanh Đồng Tiên Điện chực lưỡi lên tiếng. Như nhau đều là cầm thú, sao tên cửu đầu sư tử này lại xuất sắc như vậy chứ? Ai có thể nghĩ tới, đường đường một thế hệ sát đế, chủ của huyết phù đầu, lại phải khốn khổ như thế. Mặc dù không chết, nhưng hình như cũng không tốt hơn hồn chủ đã vẫn lạc chỗ nào. Đây là hậu quả của trêu chọc quân gia sao? Chết đã chết. Điên đã điên. Thấy cảnh này, vô số tu sĩ đều nghĩ thầm trong bụng. Tích cục của trêu chọc quân gia cũng quá thê thảm rồi. Sau khi kế tục U Quốc, huyết phù đầu cũng kết thúc ở trong cảnh tượng hoang đường như vậy. Cuối cùng, thu hút ánh nhìn của người khác nhất, dĩ nhiên chính là một đường đại quân của chủ mạch quân gia kia. Mà cái bọn họ đối mặt lại là thiên đường thần bí nhất, cổ xưa nhất trong tam đại sát thủ thần triều. Nơi mà thiên đường ở là tại Hỗn Thiên Tiên Vực. Đây là điều mà rất nhiều người đều không nghĩ đến. Dù sao Hỗn Thiên Tiên Vực là địa bàn của tiên đỉnh, bản thân từng là thế lực cấp bá chủ thống nhất cửu thiên tiên vực, sáng lập ra quy tắc. Có ai dám vuốt râu hùng của tiên đình đâu chứ? Nhưng thiên đường đệ nhất sát thủ thần triều này lại cắm rễ ở ngay Hỗn Thiên Tiên Vực. Điều này quả thực đã vượt qua dự liệu của rất nhiều người. Một ít người có lòng, trong mắt cũng hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Vô thượng tiên đình sẽ dễ dàng như trở bàn tay để cho đại quân quân gia nghênh ngang tiến vào Hỗn Thiên Tiên Vực như vậy sao? Hoặc là đổi một góc độ tới suy nghĩ, nếu như đại quân tiên đình vì một lý do nào đó muốn đi vào Hoang Thiên Tiên Vực triển khai đại chiến thì quân gia có đồng ý hay không? Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại lão của thế lực bất hủ trong mắt đều lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nhao nhao chú ý đến chiến cuộc. Hỗn Thiên Tiên Vực cách Hoang Thiên Tiên Vực không tính gần, cho dù là chí tôn qua sông thì cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng quân gia khí thế như cầu vồng, sốt ruột báo thù. Các loại tiên nguyên giống như là không cần tiền, rót vào trong phương chu chiến tranh. Ánh sáng trận pháp thỉnh thoảng sáng lên. Thủ đoạn đốt tiền ngang tảng ấy khiến cho vô số thế lực đều phải líu lưỡi, mở rộng tầm mắt. Quân gia chỉ là tiêu hao hành quân thôi, đã đủ tương đương tài nguyên của rất nhiều thế lực trong nhiều năm. Không trải qua thời gian quá dài, biển đại quân của chủ mạch quân gia như là một con rồng bằng sắt thét, dũng mãnh hướng về phía Hỗn Thiên Tiên Vực. Đây là một mảnh địa vực vô cùng rộng rãi, thậm chí còn muốn lớn hơn Minh Thiên Tiên Vực trước đó. Vô số thế lực sinh hoạt ở mảnh tiên vực này, trong đó có một bộ phận rất lớn đều nghe lệnh của tiên đình. Tiên đình hầu như có quyền thống trị tuyệt đối với Hỗn Thiên Tiên Vực. Có điều, vào trước lúc tiên đình chưa phân tách, cả Cửu Thiên Tiên Vực hầu như đều do tiên đình trưởng quản. Cửu Đại Tiên Thống nắm trong tay Cửu Đại Tiên Vực. Chỉ là về sau, vô thượng tiên đình sụp đổ, phạm vi thế lực của bọn họ mới thu hẹp lại đến Hỗn Thiên Tiên Vực. Kỳ thật khi đó, quân gia cũng lười chim chuột tiên đình. Tiên đình nói là từng thống nhất Cửu Thiên Tiên Vực, thật ra ở Hoang Thiên Tiên Vực bên này cũng chỉ có một nhóm nhỏ quân đội tiên đình từng đóng quân qua mà thôi. Quân gia ngay cả đuổi cũng chẳng muốn đuổi, đơn thuần coi như xem vở hài kịch. Mà bây giờ, quân gia đi vào Hỗn Thiên Tiên Vực, đây không thể nghi ngờ là muốn bất chấp nguy hiểm. Nguy hiểm này không phải đến từ thiên đường, mà là đến từ tiên đình. Một khắc nào đó, trong hư không, bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên, người đến dừng bước.
vũ trụ đằng trước, một đám thiên binh thiên tướng của tiên đình xuất hiện, nên số không nhiều, chỉ là một tiểu đội. Hỗn Thiên Tiên Vực là phạm vi thế lực của tiên đình, các ngươi đây là đại quân quần già mênh mông, đủ để chấn nhiếp vô số thế lực. Nhưng tốc thiên binh thiên tướng này lại không kiêng nể gì, hiển nhiên sau lưng có chỉ thị đến. Rất nhiều người mạnh nhất, lão cổ chú ý tới chiến cuộc đều hăng hái sôi nổi. Thân là hai đại bá chủ của tiên vực, tiên đình không gây sự mới lạ ấy. Bát tổ quân Thiên Mệnh chỉ lạnh lùng phun ra một chữ. Bây giờ quân gia bọn họ không có tâm trạng dây dưa với tiên đình. Cho dù muốn đi vào Hỗn Thiên Tiên Vực thì cũng phải được tiên đình cho phép. Bằng không thì chờ ta đi thông báo trước, thiên tướng của tiên đình nói. Quân Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, một trường ép tới. Làm càn. Lúc này, một giọng nói tựa như sấm sét nổ vang. Hỗn Thiên Tiên Vực bên kia. Một bàn tay to do quy tắc biến hóa ra thỏ ra, thét ngược về hướng Quân Thiên Mệnh. Làm càn chính là ngươi. Chương 1600 người, tiên đình rút lui. Lão ngũ tổ quân Thái Hạo trừng mắt, đao bổ củi trong tay chém ra, trực tiếp chém đứt bàn tay quy tắc to kia. Hít. Bốn phương tám hướng thiên hạ truyền đến rất nhiều tiếng hít khí lạnh. Quân gia. Cường thế như vậy. Cái này châu thật. Ở địa bàn của tiên đình mà còn cứng như thế, không hổ là quân gia, quân gia. Mấy người các ngươi hơi thái quá rồi, đại quân như thế, dũng mãnh tiến vào địa bàn của tiên đình ta, là có ý gì hả? Một bóng người tản ra dao động chuẩn đế hiện lên đi ra, là một vị chuẩn đế của Phục Hy Tiên Thống. Tiên đình có lẽ đã biết quân gia chúng ta muốn làm gì rồi, cho nên đừng có cản đường. Lục tổ quân Thái Huyền cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào cũ kỹ, kiếm khí ngút trời, diệt trừ thiên đường đúng không? Thế nhưng chiến trận này cũng quá mức rồi, bằng không thì chờ sau khi chúng ta đuổi thiên đường ra khỏi Hỗn Thiên Vực rồi các ngươi lại đi vây giết có được không? Chuẩn đế Phục Hy Tiên Thống thản nhiên nói. Lần này, một ít người đang âm trầm quan sát cũng nhíu mày, cảm thấy hơi quá đáng. Đây rõ ràng là đang làm khó dễ quân gia mà. Có điều nơi này là địa bàn của tiên vực, nếu như đại quân quân gia tùy tiện xâm nhập, thậm chí khai chiến, thế thì chỉ sợ còn chưa có tiêu diệt được thiên đường thì đã cùng tiên đình lưỡng bại câu thương rồi. Nhưng đúng lúc này, toàn thể vũ trụ đều giống như đang run lên nhẹ nhẹ, hàng tỷ ngôi sao bị đánh rớt xuống. Một bóng dáng mông lung chậm rãi dẫm bước đi tới, như thể vạn đạo đều bị ông ấy dẫm ở dưới chân. Ở sau lưng ông ấy, chín con rồng hòa kim khổng lồ đang ngầm gừ trời cao, chấn động vô tận thế giới. Mỗi một con rồng hoàng kim lớn đều giống như có thể nuốt chừng cả một đại thế. Bóng người vóc dáng khổng lồ mông lung không hề bằng này, đứng thẳng dẫm lên đỉnh Cửu Long, quan sát vạn cổ mênh mông bao la. Đinh Phong quân gia chỉ, thần ma tránh lui, tiên đình hoặc là chiến, hoặc là cút, tam tổ quân gia, thái hoàng đế, bá đến tinh hà, khí thôn thiên hạ, đế âm hạng đáng, chấn động hàng trăm triệu dặm mênh mông. Đây là thái độ của một vị đế. Phát ngôn của tam tổ quân thái hoàng vô cùng bá khí. Nhưng đây cũng không phải là cố ý, mà đây là tính cách toát ra một cách tự nhiên. Hoặc nói một cách khác, quân gia không có ai là không bá khí cả. Quân Tiêu Dao càng là người phát huy cực hạn loại tính cách bá khí truyền thừa từ gia tộc này. Ngươi, vị chuẩn đế của Phục Hy Tiên Thống kia, cảm giác được một cỗ uy áp ngập trời như biển trút xuống. Mặc dù hắn ta là một vị chuẩn đế, nhưng cũng cảm giác thân thể đang két két rung động, giống như bị thái cổ thần linh nghiền ép vậy. Thổi phù một tiếng, vị cường giả chuẩn đế của Phục Hy Tiên Thống này đúng là bị nguồn sức mạnh khủng bố kia tách cho phải quỳ một cúi xuống. Điều này khiến bát phương ngây ngốc, vô cùng ngạc nhiên. Chuẩn đế của Phục Hy Tiên Thống trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy, bị ép phải quỳ xuống ngay trước mặt của vô số thế lực như vậy. Việc này đối với một vị chuẩn đế là nỗi sỉ nhục đến mức nào? Không phải là đại đế bình thường. Vị chuẩn đế của Phục Hy Tiên Thống này hàm răng đều đang va vào nhau cầm cập. Nguồn sức mạnh này quá kinh khủng. Đại đế bình thường mặc dù cũng đủ mạnh, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào uy áp mà có thể ép hắn ta đến mức phải quỳ một chân xuống được. Thực lực thực sự của quân Thái Hoàng chắc chắn vượt qua cả đại đế. Ngay cả chuẩn đế của Phục Hy Tiên Thống cũng như vậy. Đám thiên binh thiên tướng kia, kết quả tự nhiên có thể nghĩ ra. Từng người bị chấn động đến nổ tung thành từng đám huyết vụ, chết không thể chết lại được nữa. Vẫn may đây chỉ là một tiểu đội thiên binh thiên tướng. Nếu như là đại quân, vậy thì hôm nay tiên đình và quân gia e rằng sẽ phải trực tiếp quyết đấu rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên. Không hổ là thái hoàng đế nổi tiếng của quân gia tại thời đại trước kia. Ngươi nổi danh là có một không hai, hiện giờ cũng không cần gây khó dễ cho một hậu bối chuẩn đế chứ. Mặc dù giọng nói này nhàn nhạt, nhưng lại giống như đạo âm ầm ầm vang vọng bên tai tất cả mọi người. Là tiên đỉnh đế, các đại lão của các thế lực tiên vực đang quan sát thế cục của nơi đây đều lộ ra sự chấn động. Tiên đình đại đế cũng hiện thân rồi, đây là muốn đối kháng chính diện với quân gia sao?
Dù sao Tiên Đình đã chết một đội thiên binh thiên tướng. Việc này, nói là lớn có thể rất lớn, nói nhỏ cũng có thể rất nhỏ. Quân Thái Hoàng, khuôn mặt mông lung, nhưng không biểu lộ gì cả, bình thản như nước. Không chiến thì cũng đừng cản đường. Ha ha. Thái Hoàng huynh, đại quân quân gia ngươi náo động như vậy, đã xâm nhập vào địa bàn Tiên Đình ta, lại còn bá đạo như vậy, chẳng phải có chút quá đáng rồi sao? Tiên Đình đế cười nhạt nói. Quân Thái Hoàng hơi trừng mắt lên. Ai xưng huynh gọi đệ với ngươi? Lúc mà bản đế chứng đạo, ngươi vẫn còn đang mặc tã đấy. Một câu nói khiến cho cả tiên vực đều tĩnh mịch. Vô số cường giả của các thế lực đều trừng to mắt, cằm rớt xuống đất. Vị tam tổ này của quân gia có vẻ như hơi quá bá khí rồi. Lúc mà ông ấy chứng đạo, Tiên Đình đế vẫn còn đang mặc tã sao? Đây quả thực là sự miệt thị trần trụi. Ngay cả Tiên Đình đế cũng ngây ngẩn cả người. Nói thật, nếu đổi lại là bất kỳ một vị đế nào cũng sẽ không chấp nhận sự nhục nhã như vậy. Ngay khi rất nhiều người đều đang suy đoán Tiên Đình đế liệu có trực tiếp xuất thủ với quân Thái Hoàng hay không, một giọng nói lạnh lùng truyền ra. Lui! Đại nhân! Vị trần đế của Phục Hy Tiên Thống mặc dù không cam lòng nhưng vẫn cắn răng một cái, rút lui. Thấy cảnh này, rất nhiều cường giả của các thế lực để tỏ vẻ kinh lạc. Tiên Đình, rút lui rồi. Không đúng. Nói là rút lui, chẳng bằng nói. Hiện tại Tiên Đình thực sự không muốn đụng chạm với quân gia. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hiện tại Tiên Đình vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Mặc dù đối ngoại đều gọi chung là hoàn chỉnh Tiên Đình, nhưng nội bộ lại phân liệt rất nghiêm trọng. Hoa Hoàng Tiên Thống và Phục Hy Tiên Thống đều đang tranh đoạt tư cách cầm quyền Tiên Thống. Thiếu Hoàng đương đại Linh Diên và Thiếu Hoàng của Đại Đế Hạo Thiên cũng vừa vặn tương ứng với hai Tiên Thống là Hoa Hoàng và Phục Hy. Mài ra, các Tiên Thống còn lại, mỗi người cũng có tâm tư riêng. Trong tình hình Tiên Đình chưa thống nhất, tùy tiện khai chiến với thế gia bá chủ Bất Hủ Quân gia chắc chắn không phải là một hành động sáng suốt. Mà lần này, sở dĩ Tiên Đình cố ý xuất thủ, nhìn thì giống như là làm khó dễ quân gia. Nhưng thật ra là đang phỏng đoán xem rốt cục quân gia có thái độ như thế nào. Mà bây giờ, thái độ của quân gia không còn chút nghi ngờ nào nữa. Muốn chiến, liền chiến, quân gia ta quyết không sợ chiến. Tuy thế Tiên Đình liền tạm thời rút lui. Chương 1611, sát trận thái cổ thứ 6. Hồ, không thú vị. Quân Thiên Mệnh lạnh lùng hừ một tiếng. Đại quân quân gia tiếp tục trùng trùng điệp điệp tràn vào Hỗn Thiên Tiên Vực. Hơn nữa trong đại quân này, đại trưởng lão Tiên Viện cũng ở đó. Không chỉ có hắn, còn có một số đệ tử Tiên Viện và cả tùy tùng bằng hữu bên cạnh quân Tiêu Dao. Đầu tiên chắc chắn là vì bọn họ muốn báo thù quân Tiêu Dao. Thứ hai, cũng là muốn thông qua bất hủ chiến ma luyện bản thân mình một chút. Còn có thiên hình giả Chiến Thần Man, một trong thần vương bát bộ, ngươi từng là tùy tùng của quân Vô Hối cũng có mặt. Hắn ta muốn báo thù cho thiếu chủ nhà mình. Còn trùng đồng cầm nữ A Cửu lại chưa từng hiện thân. Từ lần trước, sau khi tạm biệt quân Tiêu Dao ở Táng Đế Tinh, A Cửu một mình tu luyện, hoàn toàn biến mất, cũng không trở lại quân gia. Trải qua một khoảng thời gian không quá dài, quân gia đã tìm được vị trí của thiên đường trong Thôi Diễn. Nhưng khi nhìn thấy nơi đó, đừng nói là một vài thế lực ở phương xa, ngay cả một số người trong đại quân của quân gia cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì nơi này không phải là vạn cổ cấm địa gì cả, cũng không phải chỗ ẩn núp, càng không phải là cổ giới, tiểu thế giới gì cả. Đây là một mảnh nhân gian. Từ xa nhìn lại, những ngôi làng ngôi nhà lác đác, những cánh đồng ngang dọc, có những con trâu già đang cày ruộng, có lũ trẻ đang vui đùa ầm ĩ, còn có phụ nữ nhà nông đang giặt áo bên dòng suối nhỏ. Đây là thiên đường sao? Mấy vị lão tổ quân gia đều có chút kinh ngạc. Nếu không phải đây là nơi nắm giữ thiên cơ bí mật mà Khương Hằng suy luận ra, thậm chí bọn họ còn cho rằng liệu có phải là nhầm lẫn gì không? Ta, cha, ngươi mau nhìn người, có nhiều người bay trên trời chưa kìa. Một đứa bé kéo một góc áo của một vị nam tử trung niên, chỉ về phía đại quân quân gia ở trên trời cao. Xịt, đó là thần tiên. Một đám thôn dân thấy thế, ai nấy đều quỳ trên mặt đất. Việc này khiến đại quân quân gia có chút bối rối. Đây chính là nơi mà bọn họ sắp chinh phạt sao? Nhưng đây đều là một đám phàm nhân, bọn họ có tru diệt cũng vô dụng. Nhưng mà, phía trên bầu trời, bên trên khuôn mặt dịu dàng của quân gia tứ tổ quân Thái Yên hiện lên ý cười lạnh, khóe môi cong cong, hiện ra tia trào phúng. Dưới một trường của nàng, ánh sáng tinh thần vô tận đang hội tụ. Thiên ngoại hàng trăm vạn ngôi sao lớn rơi xuống, hóa thành mưa thiên thạch hủy diệt, hướng về phía nhân gian. Thái Yên vổ tổ, tiệc này, có lão tổ quân gia muốn nói lại thôi. Thật ra tại tu luyện giới, có một quy định bất thành văn. Chính là dưới tình huống bình thường, tu sĩ không thể vô duyên vô cớ trắng trợn đồ sát phàm nhân. Bởi vì mỗi một tu sĩ đều được tu luyện từ phàm nhân. Hơn nữa phàm nhân là nền tảng. Nếu như giết sạch phàm nhân,
vậy thì tu sĩ có tu vi thấp nhất sẽ thay thế phàm nhân, trở thành tầng dưới cùng mới. Nếu cứ tuần hoàn như vậy, sinh linh thế gian sẽ càng ngày càng ít, đây chắc chắn sẽ là một trận tai nạn. Nhưng mà, quân Thái Yên lại không quan tâm. Báo thù cho Kỳ Lân quân gia ta. Chẳng lẽ còn không quan trọng hơn vạn lần so với mạng sống của một đám phàm nhân sao? Hơn nữa, ngươi hãy nhìn cho rõ. Quân Thái Yên cười lạnh nói. Ầm ầm, mưa thiên thạch hủy diệt rơi xuống, đám phàm nhân nhân gian kia đều đang trầm luân trong hủy diệt. Ngay khi các thế lực quan chiến chung quanh đều cảm thấy có chút hơi thái quá, bỗng nhiên, một góc trận vân lấp lóe xuất hiện. Toàn bộ nhân gian trong khoảnh khắc biến thành một đại trận hủy diệt mênh mông. Phiên bản hoàn chỉnh của sát trận thái cổ thứ 6, thiên đường quả nhiên cũng có chút nội tình. Quân Thái Yên giày giày móng tay xinh đẹp của mình, thản nhiên nói. Mọi người nhất thời kinh ngạc, sau đó giật mình. Thì ra toàn bộ nhân gian được huyễn hóa từ sát trận thái cổ thứ 6. Đây chính là lý do tại sao không một ai có thể tìm thấy được thiên đường. Đúng lúc này, có giọng nói lạnh lùng vang lên. Không hổ là quân gia tứ tổ, hôm nay, muốn diệt thiên đường ta, quân gia các ngươi cũng phải thương cân động cốt. Ngay từ đầu, rất nhiều cường giả đều có chút ngạc nhiên. Thiên đường vậy mà lại ẩn giấu ở bên trong nhân gian. Cho tới bây giờ, khi ánh sáng sát trận xuất hiện, rất nhiều nhân tài phát sắc ra. Thì ra toàn bộ nhân gian đều là một sát trận hạo đãng. Sát trận thái cổ thứ 6, sát trận thái cổ thứ nhất, thứ hai dường như đã thất truyền. Quân gia có sát trận thái cổ thứ 3 hoàn chỉnh. Thiên đường có thể có sát trận thái cổ thứ 6 hoàn chỉnh, tuyệt đối có thể xem như nội tình thâm hậu. Có thể nói, rất nhiều thế lực bất hủ cừ thịnh đều không có một thái cổ sát trận chấn trang tử. Mà sát trận thái cổ thứ 6 còn có một cái đặc tính, chính là có được một phần sức mạnh huyễn trận. Đây cũng là lý do tại sao sát trận thứ 6 có thể huyễn hóa thành một mảnh nhân gian. Huyễn trận này cực kỳ tinh diệu, thậm chí chuẩn đế không tận lực quan sát đều rất khó phát hiện ra manh mối gì. Tứ tổ quân Thái Yên lại chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay. Đương nhiên, người quân gia xem thấu cũng không chỉ có nàng, chẳng qua là nàng ra tay đầu tiên mà thôi. Chật chật, khó trách thiên đường có thể đứng đầu trong tam đại sát thủ thần triều. Nội tình này rõ ràng là có sự chênh lệch với hai đại thần triều khác. Huyết phù đầu không có thái cổ sát trận, U quốc có sát trận thái cổ thứ 8, nhưng thái cổ sát trận cách mỗi một thứ tự lại có uy lực khác nhau. Giờ phút này, toàn bộ nhân gian đều biến thành một mảnh sát trận, nhưng đại quân quân gia lại không hề mảy may e ngại. Chỉ riêng dựa vào sát trận thái cổ thứ 6 này mà muốn ngăn cản dòng lũ sắt thép bọn họ, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền. Dễ, quân gia bát tổ quân Thiên Mệnh chỉ huy 20 chiếc chiến thuyền, phía trên hội tụ sức mạnh pháp trận lóe lên ánh sáng chói mắt. Đó là sức mạnh của vô số tu sĩ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành đại pháo pháp tắc hủy diệt, oanh kích về phía trung tâm thiên đường. Tầm ầm, nơi đây lập tức bộc phát làn sóng chấn động, giống như là quân đoàn diệt thế đang hủy diệt nhân gian giới. Dễ. Nhưng mà phía bên thiên đường cũng có vô số thân ảnh lít nha lít nhít xuất hiện. Đồng thời, nam thân ảnh xuất hiện, sức mạnh chuẩn đế rung động hoàn vũ. Bọn họ đồng thời điều khiển sát trận thái cổ thứ 6, chống lại đại quân của quân gia. Vô số sát thủ thích khách của thiên đường cũng xuất hiện trong hư không, đánh lánh về phía đại quân quân gia. Đại chiến trực tiếp bộc phát mà không có bất kỳ khúc nhạc dạo gì. Đại quân quân gia như con thú to lớn bằng sắt thép, nghiền ép tiến lên. Thiên đường chỉ có thể dựa vào sát trận thái cổ thứ 6 và 5 vị chuẩn đế chống đỡ. Người giáng suốt đều có thể nhìn ra, đây chẳng qua là ngoan cố chống cự mà thôi. Chương 1612, hai vị đế cảnh, tệ đế binh. Trong thiên đường có chuẩn đế đang thét vào. Ba đám ánh sáng rực rỡ nổi lên, phát ra đế uy mênh mông. Rõ ràng là ba kiện bất hủ đế binh. Thiên đường thân là vương quốc sát thủ, thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm. Đế binh đương nhiên cũng rất nhiều. Nhưng, so với nội tình quân gia, thì giống như là một tên ăn mày mà muốn so với quốc vương xem ai giàu có hơn vậy. Phía bên quân gia cũng có đế uy mênh mông chấn động. Thiên hoàng kính, địa hoàng thương, nhân hoàng bút, tam hoàng đế binh được tế ra. Đương nhiên, quân gia còn tế ra mấy món đế binh khác. Dù sao trong cuộc chiến bất hủ lần trước, quân gia một trận chiến với 7 thế lực lớn, thu hoạch được rất nhiều đế binh. Lần này, một đám tu sĩ thiên đường trong mắt càng mang theo vẻ ảm đạm. Như này thì còn đánh thế nào được? Nhưng trong mắt năm vị chuẩn đế đều mang theo sự băng lãnh. Cho dù thiên đường bị hủy diệt, quân gia cũng đừng hòng tốt hơn. Thiên đường nếu như chỉ dựa vào sát trận thái cổ thứ 6, thì bị hủy diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Các ngươi đừng quên, còn có một vị đại lão vẫn chưa có động tĩnh gì. Rất nhiều người đều nhìn về phía thân ảnh vĩ ngạn đứng ở phía trên vũ trụ mênh mông kia, đế uy mênh mông, long khiếu chư thiên.
Tam Tổ Thái Hoàng Đế nhìn trận chiến ở phía dưới, ánh mắt như không hề bận tâm. Thân là tam tổ của Quân gia, ông ấy đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc chiến lớn. So với những cuộc chiến đó, Bất Hủ Chiến hiện tại tuy không giống với trò chơi của trẻ con, nhưng cũng quá đỗi bình thường. Nhưng Quân Thái Hoàng cũng không muốn kéo dài thời gian. Ông ấy chậm rãi giơ tay lên, sức mạnh đại đạo hội tụ, chư thiên chấn động. Sau đó một trường lật húc xuống, muốn trực tiếp băng diệt sát trận thái cổ thứ 6. Trường pháp tắc đó giống như một tấm màn che trời, bao phủ toàn bộ nhân gian, giống như là có thể một trường miên nát tất cả mọi thứ trong đó. Đây chính là uy thế của Quân gia Tam Tổ. Thái Hoàng Đế, trời ạ, đây là diệt thế sao? Một trường hủy diệt một giới. Cũng may quy tắc của Hỗn Thiên Tiên Vực vô cùng cổ lão, vô cùng kiên cố, bằng không toàn bộ tiên vực đều sẽ sinh ra chấn động mạnh. Các thế lực chung quanh đang quan sát đều phải hít sâu một hơi. Đây chẳng qua chỉ là một chiêu đơn giản mà thôi, không sử dụng bất kỳ thủ đoạn cường đại nào cả, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nó còn kinh khủng hơn so với tất cả các loại thủ đoạn khác. Phía bên Thiên Đường, ngay cả năm vị chuẩn đế cũng đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kiên quyết. Khởi động. Một vị đại thiên sứ chín cánh của Thiên Đường quát lại nói. Ông. Một cỗ khí tức minh mông bộc phát, vô số thánh mang sáng chói bỗng nhiên tản ra từ trung tâm Thiên Đường. Một thân ảnh được bao phủ trong thần hoa kim sắc xuất hiện. Điều khiến người khác hoảng sợ chính là ở sau lưng hắn ta lại có 12 chiếc cánh. Cây cảnh này, rất nhiều người đều hít thở không thông. Mọi người đều biết thực lực của sát thủ Thiên Đường dùng số cánh phía sau để phân chia. Đại thiên sứ chín cánh chính là cường giả chuẩn đế. Như vậy thiên sứ 12 cánh không hề nghi ngờ là tồn tại cấp đế thực sự. Thiên sứ 12 cánh kia là một vị nữ tử, trên mặt đeo mặt nạ, thân mang váy giáp. Nhìn qua tư thế hiên ngang, 12 cánh phía sau chấn động để uy dung chuyển hoàn vũ. Tay nàng cầm một cây quang mâu, va chạm với pháp tắc đại thủ mà Thái Hoàng Đế chấn áp xuống, bắn ra gợn sóng minh mang. Ở sau lưng nàng còn xuất hiện chiến trận vô cùng khủng bố, khoảng chừng hơn vạn đạo thân ảnh thiên sứ sau lưng đều có cánh. Đây mới là đòn sát thủ của Thiên Đường sao? Quá kinh khủng, không hổ là đứng đầu tam đại sát thủ thần triều. Không đúng, tại sao ta lại có cảm giác như trạng thái của thiên sứ 12 cánh đó có gì đó không đúng? Một vài cường giả thế lực Bất Hủ hơi nhìn ra một chút mánh khóe, sau đó bỗng nhiên hít một hơi. Thiên sứ 12 cánh đó không phải ngươi, mà là con rối. Một vị cường giả thất thanh nói. Bát Phương hãi nhiên, không ai ngờ tới. Vị thiên sứ 12 cánh mới xuất hiện kia lại là một con rối. Một con rối có sức mạnh của đế cảnh. Việc này sao mà hy hữu hiếm thấy, rõ ràng còn hiếm thấy hơn cả đế binh. Không chỉ có thiên sứ 12 cánh nó, hơn vạn đạo thân ảnh phía sau nàng cũng đều là con rối. Có người vạch trần nói. Lần này, tất cả thế lực đều phải xôn xao. Nội tình Thiên Đường khiến cho nhiều người đều vô cùng chấn động. Cũng khó trách lịch sử Thiên Đường lâu đời như thế mà lại kéo dài bất diệt. Nội tình như vậy, thế lực Bất Hủ phương nào có thể diệt được? Chuẩn đế Thiên Đường trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đây cũng chính là thánh khôi đế cảnh của Thiên Đường bọn ta, còn có chiến trận vạn đạo thiên sứ. Chúng ta đã nói rồi, Quân gia muốn diệt Thiên Đường bọn ta thì cũng phải thương cân động cốt. Năm vị chuẩn đế Thiên Đường tâm tình đều buông lỏng xuống. Nội tình như vậy đủ để chấn nhiếp đại bộ phận thế lực Bất Hủ. Nhưng đáng tiếc, Quân gia không thuộc về một trong đại bộ phận nó. Nơi sâu trong vũ trụ minh mông, Quân Thái Hoàng nhìn thấy thanh khôi đế cảnh của Thiên Đường, biểu lộ vẫn không hề bận tâm như cũ. Còn có ai nữa thì cùng nhau ra đi. Giọng nói của Quân Thái Hoàng đạm mạc, ông ấy lại khiến Bát Phương giật mình. Thiên Đường còn có nội tình nữa chưa xuất ra sao? Trong lúc mọi người ở đây vẫn còn kinh ngạc, một tiếng cười giàn mua bỗng nhiên vang lên. Ha ha, không hổ là Quân gia Tam Tổ, lần này Thiên Đường ta xem như đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất. Một vị lão giả thân mang trường bào thánh khiết xuất hiện không một tiếng động, khí tức mà ông ta mơ hồ toát ra khiến cho mọi người ngạt thở. Lại một vị đế. Chương 1613, Thiên Đường lão nhân. Vị lão giả đột nhiên xuất hiện này nhìn thì rất bình thường, không có gì lạ, nhưng không ngờ lại là một vị đế. Ông ta mặc trường bào thánh khiết màu trắng, phía sau cũng không hề có cánh, dung mạo bình thường, mái tóc xám trắng, nhìn qua thậm chí có chút giống lão nhân thế tục, thậm chí lộ ra điểm hòa ái dễ gần. Nhưng phải biết rằng Thiên Đường là sát thủ đứng đầu trong sát thủ thần triều, mà vị lão giả này thân là nội tình của Thiên Đường, rõ ràng không phải là người lương thiện gì. Vị kia chẳng lẽ là Thiên Đường lão nhân sao? Một vài đại nhân vật của Bất Hủ thế lực trông thấy vị lão giả này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thiên Đường lão nhân là nội tình thần bí nhất của Thiên Đường, có bối phận rất lâu đời. Ông ta dường như không chất thế, cũng không động thủ, chỉ cần tồn tại chính là một sự uy hiếp.
mà bây giờ, quân gia đại quân giá lâm, thiên đường lão nhân cũng không ngủ say được nữa. Chỉ có thể đi ra đánh một trận, nếu không toàn bộ thiên đường sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ông ta cũng không cho rằng một con rối thiên sứ đế cảnh mà có thể ngăn trở được Thái Hoàng đế. Nói là con rối đế cảnh nhưng so với cường giả đế cảnh thực thụ, hiển nhiên vẫn có khoảng cách. Càng không thể chiến đấu lâu dài được. Càng chưa nói đến thực lực của quân Thái Hoàng so với các vị đế bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào một con rối mà muốn đối kháng với quân Thái Hoàng, không thể nghi ngờ là một ý nghĩ vô cùng hão huyền. Thiên đường lão nhân, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ngay cả quân Thái Hoàng cũng có chút bất ngờ. Ngay cả ông ấy cũng nghe nói về danh hào của thiên đường lão nhân, ngươi đã sống sót qua rất nhiều kỷ nguyên. Đương nhiên, bây giờ nhìn thấy ngươi, cũng gần như là nửa thân thể xuống mồ rồi. Dù sao không phải ai, cũng giống như thần Ngao Vương, trời sinh liền có được tuổi thọ kéo dài. Nếu như không có cơ duyên đặc biệt, chỉ sợ rằng thiên đường lão nhân cũng không sống được quá lâu. Đó là một sự thất bại, nhưng cũng là chuyện không thể nào khác được. Quân gia các người, quả thực là có nhân vật trẻ tuổi khó lường. Thiên đường lão nhân, thân là nội tình già nhất có lai lịch nhất của thiên đường. Có thể nghe được một câu khen ngợi từ trong miệng ông ấy, tuyệt đối là chuyện hiếm thấy. Nhưng đám người ngẫm lại, cũng cảm thấy hoàn toàn hợp lý. Dù sao nhìn khắp cả tiên vực, hẳn là không tìm ra được người thuộc thế hệ trẻ tuổi nào có thể sống sót sau tuyệt sát của chuẩn đế tam đại thân triều. Quân Tiêu Dao là một người duy nhất. Không cần nói nhảm, thiên ngoại nhất chiến. Quân Thái Hoàng rất thẳng thắn, không muốn nhiều lời. Đám người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc. Một mình quân Thái Hoàng mà muốn đồng thời đối kháng với thiên đường lão nhân thần bí và con rối thiên sứ đế cảnh sao? Lấy một địch hai, đây cũng không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Đặc biệt là sau khi đạt tới đế cảnh, muốn nghiền ép người cùng cấp bậc là việc rất khó khăn. Tam tổ, bên trong quân gia có một vài lão tổ lo lắng. Yên tâm đi, đám người cổ tổ như quân Thái Yên ngược lại không quá bận tâm. Thái Hoàng đế, sao có thể chỉ là hư danh? Thiên đường lão nhân thở dài một tiếng, không nói gì. Ông ta xuất ra một cây bạch ngân quyền trượng, tản mát ra thần hoa sáng chói. Quân Thái Hoàng thấy thế, chín đầu đại long hoàng kim sau lưng gào thét, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh thần kiếm màu vàng chói. Hồn phách chân long chín đầu. Thấy cảnh này, rất nhiều lão cổ đồng của thế lực bất hủ, hóa thạch sống, đều nhịn không được hít sâu một hơi. Cửu long thần kiếm đó, rõ ràng là phối binh dùng tiên liệu. Đạo kiếp hoàng kim, dung hợp với hồn phách của chín đầu chân long tế luyện ra. Cũng chỉ có đế cảnh cổ tổ của quân gia mới có thủ bút kinh người như vậy. Dù sao đây chính là chân long hồn phách a, xưa nay hiếm thấy. Một đầu chân long xuất hiện, đủ để quét ngang bát phương. Quân Thái Hoàng cầm cửu long thần kiếm trong tay, bay về phía chỗ sâu mênh mông trong vũ trụ. Thiên đường lão nhân và con rối thiên sứ đế cảnh cũng bay lên không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, sâu trong vũ trụ truyền đến tiếng động kinh thiên động địa. Đó là âm thanh đại đạo đang chấn động, lật ngược nhật nguyệt tinh hà, ngay cả hỗn độn khí cũng bị đánh ra. Thậm chí lực chấn động còn khiến cho hỗn thiên tiên vực cũng có chút rung động. Đế chiến bộc phát, rất nhiều người đều muốn tận mắt chứng kiến đế chiến, nhưng căn bản cũng không khả năng tới gần. Thậm chí muốn quan sát từ nơi xa cũng rất khó khăn. Bởi vì ánh sáng đế đạo kia quá sáng chói, dường như muốn chọc mù con mắt người xem. Tu sĩ có tu vi dưới chuẩn đế, thậm chí muốn quan chiến cũng không được. Chỉ có cường giả chuẩn đế trở lên mới có thể nhìn thấy một chút. Mà bên này, đại quân quân gia vâng đang cùng thiên đường chiến đấu như cũ. Năm vị chuẩn đế thiên đường dựa vào sát trận thái cổ thứ 6, miễn cưỡng treo trống, kéo dài thời gian. Đương nhiên, một đám cổ tổ quân gia cũng không phải ăn chay. Ngũ tổ quân Thái Hạo cầm trong tay đao bổ củi, một đao vượt ngang ngàn vạn dặm, đánh tan trận cước một phương. Tứ tổ quân Thái Yên, bề ngoài vốn là một nữ tử dịu dàng như ngọc, thậm chí khí chất lại có chút dính người như chim nhỏ. Nhưng bây giờ, nàng cũng biến thành kẻ cường bạo lực. Mỗi một cử chỉ, sức mạnh của cửu kiếp chuẩn đế đều rung động hoàn vũ. Các ngươi dám làm tổn thương Kỳ Lân quân gia ta mà ngay cả tổ bà ta cũng chưa được gặp tận mắt, suýt chút nữa thì bị các ngươi hại chết rồi. Lông mày quân Thái Y dựng đứng lên. Sau khi đưa tay lên, sức mạnh tinh thần vô tận hội tụ, cuối cùng biến thành một tinh thể khổng lồ. Như sao hỏa va chạm vào trái đất, tầng âm nghiền ép về phía sát trận thái cổ thứ 6. Thiên vũ chấn tinh. Nhìn tứ tổ bạo lực như vậy, rất nhiều cường giả của các thế lực quan chiến đứng chung quanh đều run rẩy khóe mắt. Không hổ là quân gia, cho dù là nam nữ già trẻ, đều bá khí và bạo lực như vậy. Chương 1614, sự thật về thiên đường. Tinh thể khổng lồ rơi xuống. Sát trận thái của thứ 6 đang chấn động, rất nhiều nơi trên trận văn bị tổn hại. Nơi bộc phát ra lực chấn động, khiến cả vùng sát thủ thiên đường trong nháy mắt bị chấn thành bọt máu. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra. Tất cả người của thiên đường
đều ký thác hy vọng vào Thiên Đường lão nhân và con rối thiên sứ đế cảnh. Cho dù bọn họ thắng, cũng chỉ có thể tạm thời khiến quân gia rút quân, nhưng cũng có giúp họ lưu lại một chút hy vọng sống sót. Không biết thời gian bao lâu trôi qua, toàn bộ địa giới đã sớm bị huyết vụ bao phủ, thây nằm trăm vạn, núi thê biển máu. Đây chính là bất hủ chiến, chỉ cần nó nổ ra, nhất định máu chảy thành sông. Lúc này, chỗ sâu trong vũ trụ mênh mông, có cuộc va chạm kim người bắn ra, cùng với đó là đế huyết sáng chói bắn ra. Là, dù sao cũng già rồi, giọng nói mang theo sự suy yếu. Già nua này, chính là Thiên Đường lão nhân. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy một đạo kiếm mang hoàng kim kéo dài hàng triệu dặm, nga qua thiên vũ. Sau đó một âm thanh to lớn vang lên, con rối thiên sứ đế cảnh bị chém thành hai nửa. Không. Người Thiên Đường nhìn thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thiên Đường lão nhân và con rối đế cảnh đều không phải là đối thủ của Thái Hoàng Đế sao? Ngay từ lúc động thủ với quân gia ta, các ngươi nên có giác ngộ như vậy. Thái Hoàng Đế cầm thần kiếm Cửu Long trong tay, sắc mặt vô cùng đạm mạc. Thiên Đường lão nhân cười a một tiếng, ta không cam lòng a. Chỉ cần hoàn thành được đơn này, ta có thể đạt được đại cơ duyên kéo dài tuổi thọ. Đến lúc đó có thể đợi được thời cơ thăng hoa thực sự, đáng tiếc. Ta nghĩ, đây có thể là báo ứng. Dù sao trước kia ta đã vị tiên đỉnh mà giết nhiều người như vậy. Một câu nói của Thiên Đường lão nhân nhất thời khiến cho tất cả cường giả của các thế lực vây xem đều phải trừng to mắt, có chút không dám tin vào tai mình. Ông ta đang nói cái gì? Giết người vì tiên đỉnh? Đây là chuyện gì vậy? Không nhìn những ánh mắt rung động chung quanh, trên mặt Thiên Đường lão nhân mang theo nét cười thả, lẩm bẩm nói: Thiên Đường ta đã từng là tổ chức ám sát của tiên đỉnh, hiện giờ gần như sắp hủy diệt rồi, tiên đỉnh vẫn thờ ơ sao? Hay nói cách khác, trước kia khi tiên đình thành lập, những nỗ lực và kính dâng của tổ tiên Thiên Đường ta đều là hư ảo sao? Lời của Thiên Đường lão nhân khiến chung quanh hoàn toàn tĩnh bịch. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, vào giờ phút này, Thiên Đường lão nhân sẽ nói ra mấy câu như vậy. Thiên Đường đã từng làm việc cho tiên đình. Không, nói cách khác, Thiên Đường đã từng chính là một phần của tiên đình. Ngươi đang nói sằng bậy gì vậy? Phía trên không tinh hà lại có giọng nói lạnh lùng vang lên. Đó là chuẩn đế tiên đình đang biểu đạt sự bất mãn của mình. Tam đại sát thủ thần triều Ti không hẳn là có danh tiếng xấu ở Cửu Thiên Tiên vực, nhưng đại khái là cũng tương tự như vậy. Có quan hệ với bọn họ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mình. À, đứa trẻ này, ngươi còn quá nhỏ, không biết đến đại lịch sự bị phủ bụi đó. Thiên Đường lão nhân nở một nụ cười hời hợt, như có như không. Chuẩn đế tiên đình Ti sắc mặt lạnh lùng, nhưng ngược lại không nói được lời phản bác nào cả. Luận tuổi tác cùng tư lịch, ở trước mặt Thiên Đường lão nhân, quả thực lã không khác gì một đứa trẻ. Rất nhiều thế lực lớn ở chung quanh đều lộ ra vẻ suy tư. Lúc này bọn họ mới hơi có chút giật mình. Vì sao trụ sở Thiên Đường lại ở Hỗn Thiên Tiên vực mà không phải là ở một nơi nào khác? Chẳng lẽ đây chính là chân tướng sự việc sao? Nhưng tại sao tiên đỉnh lại có liên quan đến Thiên Đường? Một bên là tồn tại chúa đế, đã từng là bá chủ của Cửu Thiên Tiên vực. Một bên là vương quốc sát thủ trong bóng tối. Thật ra rất nhiều người đều đang tò mò về đoạn lịch sử này. Chuẩn đế tiên đỉnh thấy thế, biểu lộ có chút không vui, lãnh đạm nói: Quân gia tam tổ, chẳng phải ngươi muốn diệt Thiên Đường sao? Trực tiếp tru sát là được rồi. Lã không muốn để cho Thiên Đường lão nhân nói ra càng nhiều chuyện hơn nữa. Bản đế làm việc mà cần một tên tiểu bối ngươi khoa tay múa chân sao? Quân Thái Hoàng hừ lạnh một tiếng. Chuẩn đế tiên đình bị khí thế đẩy lui, kêu rên một tiếng đau đớn, lồng ngực khí huyết sôi trào, một ngụm máu suýt chút nữa thì phun lên cổ họng. Ánh mắt của gã vô cùng kiêng kỵ nhìn Quân Thái Hoàng một chút. Người này thật đúng là không thể trêu chọc vào được. Thiên Đường lão nhân thấy thế, ánh mắt thậm chí lại có một chút hòa ái. Chỉ ít Quân Thái Hoàng còn nguyện ý để ông ta nói hết lời. Một tướng công thành vạn quốc khô, một thế lực thống trị quật khởi, thường thường đại biểu cho hàng trăm triệu xương khô. Dù cường thế như tiên đình, vào thời điểm thành lập ban đầu, cũng không thể chấn áp toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực. Lúc trước, nguyên nhân thành lập tiên đình là bởi vì thiên đế bảo tọa. Một vài trí cường giả cổ đại cho rằng, thiên đế bảo tọa hiện thế đồng nghĩa với tiên vực này sau nhất định sẽ có nhất mạch thế lực bá chủ quật khởi. Thiên đế bảo tọa chính là biểu tượng quyền thế của thế lực bá chủ. Cho nên, xung quanh thiên đế bảo tọa bắt đầu xây dựng một thế lực kinh khủng. Nhưng muốn chinh phục toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực, cần phải trấn áp rất nhiều thế lực, hay nói cách khác phải tàn sát vạn linh cũng không đủ. Cho nên, tiên đình thành lập tổ chức ám sát, chuyên ám sát những thủ lĩnh của các thế lực phản đối tiên đình bá quyền trong bóng tối. Lúc này, mấy vị chuẩn đế của tiên đình đều hiện thân. Có người lạnh giọng mắt lời nói: Đủ rồi, Thiên Đường lão nhân, chớ có ăn nói sằng bậy. Đúng vậy, tiên đình ta mang đến trật tự và ổn định cho tiên vực, tạo ra đại công tích, các ngươi há có thể xóa bỏ.
câm miệng. Chương 1615, Tam đại sát thủ thần triều toàn diệt. Thiên Đường lão nhân còn chưa nói gì, Quân Thái Hoàng quát lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy lui mấy vị chuẩn đế tiên đỉnh kia. Thiên Đường lão nhân khẽ cười với Quân Thái Hoàng, khó có thể tưởng tượng được hai người trước đó còn phân sinh tử, giờ phút này lại hài hòa như thế. Bởi vì mục đích thành lập ban đầu của tiên đình chính là muốn nhất thống tiên vực, trở thành thế lực bá chủ, ngươi xây dựng trật tự. Vì thế tên tuổi không thể có quá nhiều vết xơ được. Bởi vì cái gọi là xét xử đều là do người thắng viết, những thứ hắc ám vào dơ bẩn, bọn họ sẽ không lưu lại. Thật ra lúc đó, quân gia các ngươi có năng lực tranh đoạt bá quyền thống trị cùng tiên đình. Nhưng các ngươi theo Phật hệ, thậm chí sau đó vì khác nhau về tư tưởng còn phân chia thành chủ mạch và ẩn mạch. Cuối cùng, tiên đình là người thắng, bọn họ bắt đầu coi bản thân cao cao tại thượng, tựa như là chúa cứu thế của tiên vực. Mà tiền thân Thiên Đường cũng chính là tổ chức ám sát tiên đình, bởi vì đã làm quá nhiều điền đen tối bẩn thỉu, vì thế không được coi ra gì, không được tiên đình thừa nhận. Chim bay đi hết, cung tốt xấu đi, thỏ hoang bị giết, chó săn trở thành món ăn. Tiên đình thành công, tự nhiên không còn cần đến tổ chức ám sát nữa. Tổ chức ám sát bị bài trừ ở bên ngoài, thậm chí bị nghiêm khắc cảnh cáo, không thể tiết lộ bất kỳ việc gì liên quan tới tiên đình. Về sau có rất nhiều thủ lĩnh của tổ chức ám sát đã chết một cách rất khó hiểu. Nhất mạch này, từng bước một suy sụp, dựa vào một chút tài nguyên còn sót lại, mới trở thành Thiên Đường hiện tại. Có lẽ tiên đình còn có một chút xíu nhân từ, tuy thế họ để cho Thiên Đường tự sinh tự diệt, chứ không động thủ tiêu diệt. Nhưng, ta hận, một chữ hận, thể hiện tất cả sự không cam lòng của Thiên Đường lão nhân. Dựa vào cái gì, tiền nhân Thiên Đường chúng ta vì tiên đình mà tay nhiễm máu tươi, cuối cùng lại trở thành con chuột sơ bẩn mà người người muốn đuổi giết. Dựa vào cái gì mà vinh quang của tiên đình lại không có phần của Thiên Đường bọn ta. Hiện tại Thiên Đường lâm nguy, tiên đình thật sự không niệm một chút tình cũ. Thiên Đường lão nhân đang quát lạnh. Đúng là nói bậy, nói bạn. Mấy vị chuẩn đế tiên đình đều đang run rẩy. Rất nhiều thế lực đứng xem chung quanh, mặc dù bên ngoài không nói gì, nhưng đều đang âm thầm dùng thần niệm giao lưu. Đây tuyệt đối là một tin tức quan trọng. Nếu như không phải là quân gia xâm nhập vào Thiên Đường, có thể điều này sẽ mãi mãi chỉ là một bí mật. Thiên Đường lão nhân lại nhìn về phía Quân Thái Hoàng, trên khuôn mặt già nua lộ ra nét cười nhạt. Đa tạ ngươi đã cho lão già này cơ hội để nói ra nhiều điều như vậy. Trong lòng Thiên Đường lão nhân biết rõ, ông ta đã bị trọng thương. Nếu đánh với Quân Thái Hoàng chắc chắn thập tử vô sinh. Không cần phải nói đa tạ, Thiên Đường hôm nay nhất định bị diệt. Quân Thái Hoàng vẫn không chút biểu cảm như trước. Tông ấy cũng sẽ không vì chuyện này mà nhân từ với Thiên Đường. Dù sao Thiên Đường ám sát quân gia thần tử, chỉ riêng chuyện này cũng đủ để phán Thiên Đường tử hình. Ha ha, giết quá nhiều người, cuối cùng không được chết tử tế. Đây chính là báo ứng a. Nếu có báo ứng, vậy thì tiên đình. Thiên Đường lão nhân chưa nói hết lời. Từ nơi nào đó của Hỗn Thiên Tiên Vực, một đạo thần mang khủng bố vượt hàng trăm triệu dặm, tê thiên liệt địa phóng đến. Xuyên thủng hoàn vũ, chấn động càn khôn. Nói xấu tiên đình ta. Đáng chém. Một giọng nói như thẩm phán thần linh vang lên. Thần mang minh mông đó, trực tiếp bắn về phía Thiên Đường lão nhân. Phốc phốc. Máu tươi bắn ra, đế huyết vẩy tung tóe giữa thiên địa. Dường như có tiếng bi ai cùng vui mừng vang lên. Vô số đại đạo thần tắc tản mát. Huyết vũ bay đầy trời, còn mệnh với trời. Đây là cảnh tượng đế vẫn lạc. Đại nhân. Thấy cảnh này, những người của Thiên Đường đang chiến đấu, bao gồm cả năm vị chuẩn đế, đều quá sợ hãi. À, ha ha, ha ha ha. Thiên Đường lão nhân miệng phun máu tươi. Cười thảm không thôi. Đế khu vốn đã bị Quân Thái Hoàng đánh trọng thương, đang phân liệt, vỡ vụn, rạn nứt như đồ sứ. Lão hủ, thân là tổ chức ám sát của tiên đình, hậu nhân Thiên Đường không chết trong tay kẻ địch mà lại chết trong tay tiên đình. Chuyện này mới mỉa mai làm sao? Một giọng nói âm vang lên. Thiên Đường lão nhân đế khu băng diệt. Mảnh tinh không minh mông đó, giống như biến thành cảnh hư vô. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều không nói gì. Lúc này, tâm thanh kia tại lại lần nữa vang lên. Thiên Đường. Tay nhiễm vô số máu tươi, hơn nữa còn bôi đen tiên đình. Là u nhọt của tiên vực, tiên đình ta sẽ cùng với quân gia tiêu diệt u nhọt này. Tiên đình cũng phái binh. Trong vạn thiên binh thiên tướng hạo đãng, mấy vị chuẩn đế dẫn đầu cùng nhau hướng về Thiên Đường. Vốn dĩ dưới sự công phạt của quân gia đã khiến Thiên Đường lung lay sắp đổ, hiện giờ càng không thể ngăn được đại quân tiên đình. Đây cũng không phải là bất hủ chiến, mà là một trận đồ sát tàn khốc. Kết quả cuối cùng cũng không còn gì phải nghi ngờ. Toàn bộ Thiên Đường đều bị hủy diệt, không lưu lại một người. Đặc biệt là đại quân tiên đình, cực kỳ coi trọng việc diệt cỏ tận gốc, không buông tha bất kỳ một người Thiên Đường nào cả. Đến lúc đó, trận bất hủ chiến này mới tính là kết thúc. Tam đại sát thủ thần triều, toàn diệt. Chỉ là trận bất hủ chiến cuối cùng này,
nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ai có thể nghĩ tới, quân gia và tiên đình vốn đối chọi gay gắt, cuối cùng lại liên thủ tiêu diệt thiên đường. Nhưng chỉ cần là người có tâm nhãn thì đều biết ý đồ của tiên đình là gì. Nhưng không một ai dám nói xấu sau lưng tiên đình. Bạ từ miệng mà ra, có thể chỉ một câu nói thôi cũng thực sự phải lên thiên đường. Chương 1616, báo thủ cho con trai. Trận bất hủ chiến trùng trùng điệp điệp vượt ra ngoài cả tiên vực này, đến tận lúc này mới tính là kết thúc. Tất cả mọi người đều nghĩ không ra, quân gia sẽ lôi lệ phong hành như thế. Dù sao quân gia trước đó cũng chịu ảnh hưởng của ách họa nguyên rủa. Thậm chí còn có tin tức ngầm và tin đồn nói rằng quân gia chịu ảnh hưởng của ách họa nguyên rủa, chỉ có thể tự vệ, chứ không còn sức chấn nhiếp quần hùng. Mà hiện tại, trận bất hủ chiến này đã hoàn toàn phá vỡ tin đồn hoang đường này. Quân gia vẫn mạnh mẽ như ban đầu, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào bởi ách họa nguyên rủa cả. Quân gia lần này không chỉ giúp quân Tiêu Dao báo thù, mà càng thể hiện một loại chấn nhiếp, thể hiện thực lực và khí phách ở một khía cạnh khác của quân gia. Nếu như bởi vì ách họa nguyên rủa mà cho rằng có thể lấn áp quân gia, thì quả thực là một ý nghĩ cực kỳ ngu xuẩn. Quân gia mượn bất hủ chiến lần này để củng cố hơn nữa thanh danh và địa vị của mình tại Cửu Thiên Tiên Vực. Tiên đình thì ngược lại, bởi vì lời nói của Thiên Đường lão nhân đã gây lên xôn xao dư luận ở tiên vực, nhưng cũng không có một ai dám bàn tán công khai. Dù sao tiên đình vẫn là quái vật khổng lồ như trước, không ai dám thật sự đi khiêu khích trêu chọc. Nhưng hiển nhiên, trong lúc vô hình, danh tiếng và lực hiệu triệu của tiên đình ở Cửu Thiên Tiên Vực đều chịu ảnh hưởng nhất định. Cũng không phải tiên đình sẽ lập tức bị người khác phỉ nhổ, nhưng ít ra, trong mắt các thế lực khác, tiên đình không còn quang huy vạn trượng, cao cao tại thượng giống trước đó nữa. Sau khi bất hủ chiến kết thúc, Tam Lộ Đại Quân cũng bắt đầu trở về Hoang Thiên Tiên Vực. Nhưng sự chú ý của rất nhiều thế lực vẫn không dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù Tam Đại Sát Thủ Thần Triều bị hủy diệt, nhưng phải biết rằng, kẻ chủ mưu thực sự muốn nhằm vào quân Tiêu Dao cũng không phải là Tam Đại Sát Thủ Thần Triều. Bọn họ chẳng qua chỉ là người được thuê, nghe mệnh lệnh của người khác mà thôi. Vì thế, kẻ chủ mưu thực sự muốn quân Tiêu Dao chết vẫn chưa bị trừng phạt. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết, quân gia không ngốc. Bọn họ chắc chắn biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau, nhưng bọn họ cũng không truy cứu đến cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại quân gia không nên triển khai đại chiến toàn diện. Suy nghĩ này giống với tiên đình, tất cả mọi người đều có dự cảm cơn bão lớn thực sự, một thời đại mới sắp xảy ra. Nếu như trước đó mà tổn thất quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa việc hủy diệt Tam Đại Sát Thủ Thần Triều cũng coi là một cái chấn nhiếp, chỉ ít sau này sẽ không có người nào dám để người khác sai khiến mà nhằm vào quân Tiêu Dao nữa. Tam Đại Sát Thủ Thần Triều chính là một ví dụ đẫm máu. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng cuộc phong ba này xem như đã đến lúc kết thúc, một sự việc kinh người lại lần nữa châm ngòi dư luận toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Có chí cường giả nhìn thấy, từ chỗ những con đập của giới hải, có một đạo kiếm quang đánh tới, hoành không hàng trăm triệu dặm, ven đường chấn diệt vô tận sao trời. Bên trong đạo kiếm quang kia, rõ ràng là một thanh kiếm. Một thanh kiếm lượn lờ sát phạt tiên quang vô tận, chư thiên vạn giới, mênh mông. Cũng không đỡ nổi phong mang vô tận của chuôi kiếm này. Mỗi sợi kiếm quang tản mát ra đều có thể chấn diệt một tinh vực. Cho dù là chuẩn đế, chỉ cần tới vần chuôi kiếm này, cơ thể đều sẽ bị cắt đứt trong nháy mắt. Đó là Chu Tiên Kiếm. Có chí cường giả nhị không được kinh hô lên. Mà trừ Chu Tiên Kiếm tiên khí có thể sát phạt chí cường ra, còn có binh khí nào có được uy thế như vậy? Một thanh kiếm mà có thể khiến tiên vực dậy sóng. Thật sự là Chu Tiên Kiếm, chẳng lẽ Bạch Y Thần Vương trở về rồi? Vừa nhìn thấy thanh Chu Tiên Kiếm này, đám người liền liên tưởng đến thân ảnh áo trắng vĩ ngạn kia. Sau đại chiến hai giới lần trước, quân Tiêu Dao trở về cũng không mang theo Chu Tiên Kiếm. Hiển nhiên, Chu Tiên Kiếm ở trong tay Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối, mà bây giờ Chu Tiên Kiếm xuất hiện, phải chăng đồng nghĩa với việc Bạch Y Thần Vương trở về, ra tay vì dòng dõi của ông ấy? Nhưng điều khiến đám người mê hoặc là cũng không có thân ảnh của Quân Vô Hối, mà chỉ có một thanh Chu Tiên Kiếm vượt ngang giới hải vô biên đến, ma theo hàng trăm triệu sợi kiếm quang sát phạt, uy thế long trọng, dung chuyển vũ trụ càn khôn. Đây là ý gì? Rất nhiều người đều nghi hoặc, Bạch Y Thần Vương chưa trở về, một thanh kiếm trở về, là có ý gì? Tại một thế giới nhỏ ở nơi nào đó trong tiên vực, một đám người vây quanh trong một không gian, rõ ràng là người của Tam Đại Cấm Kỵ gia tộc. Kế hoạch lần này, xem như thất bại toàn diện, Tam Đại Sát Thủ Thần Triều quả thực là phế vật. Một vị cường giả huyền tôn của Quý gia lãnh đạm nói, đám người Quý đạo nhất và Quý oánh oánh của Quý gia bọn họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp vẫn lạc trong tay quân Tiêu Dao. Chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ tới. Tam đại chuẩn đế xuất thủ đều không diệt được quân Tiêu Dao kia.
rốt cục tại sao hắn lại sống sót được? Một vị cường giả của Vũ gia nói. Tình huống hiện giờ đã như vậy rồi, Quân gia tức giận. Tam đại thần triều hủy diệt, chúng ta cũng phải trở về Cửu Thiên trước, tránh cơn bão này rồi lại tính tiếp. Trong mắt cường giả Kim gia lộ ra sự lo lắng. Chẳng biết tại sao, trong lòng gã luôn có một loại cảm giác bất an. Nhưng cường giả Vũ gia nghe vậy, thì cười nhạt lắc đầu nói. Chuyện này có gì phải lo lắng, Quân gia chỉ diệt tam đại sát thủ thần triều, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ không dám trêu chọc Cửu Thiên cấm khu, tại sao chúng ta cần phải trốn tránh? Cường giả Vũ gia có vẻ hơi xem thường. Chưa nói đến việc tam đại thần triều sẽ không tiết lộ người đứng phía sau. Cho dù tiết lộ thì sao chứ? Quân gia dám động đến bọn họ sao? Dám động đến bọn họ? Chính là khiêu khích Cửu Thiên cấm khu. Cường giả hai nhà còn lại thấy thế, cũng gật đầu tán đồng. Quả thực đúng vậy. Nếu quả thật quân gia muốn so đo, đã sớm bắt đầu truy sát người chủ ngư đứng sau rồi. Không thể chỉ nhằm vào tam đại thần triều được. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên tiểu thế giới này run rẩy, kịch liệt chấn động, trực tiếp bị phân thành hai. Là ai? Chương 1617, lấy kiếm thị uy. Người của tam đại cấm kỵ gia tộc cơ thể đều chấn động. Hàng trăm triệu kiếm quang sát phạt nở rộ. Bọn họ bị kiếm mang sáng chói làm cho mù mắt. Sau đó mất hết mọi cảm giác. Người của tam đại cấm kỵ gia tộc trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Quang mang qua đi. Tiểu thế giới này chia năm xẻ bảy. Duy chỉ có một thanh tiên kiếm uy áp cửu thiên, tiên mang trong vát. Bay lơ lửng trong nó. Sau khi hơi dừng lại một chút, liền phá không bay đi. Tại một địa giới khác, cũng có một đám người. Ánh sáng trên người họ mông lung, mang theo một loại chi ý siêu nhiên. Chính là tùy tùng của vị Chu Thiên đạo tử của thư tộc. Hành động lần này thất bại rồi, nhưng quân Tiêu Giao kia trong thời gian ngắn hẳn là không nhảy lên được nữa. Đúng vậy, Chu Thiên đạo tử căn bản không quan tâm đến quân Tiêu Giao. Lai vốn là người được trời sủng ái, tại đại thế này, ngài đã được chú định là chúa tể rồi. Đám người thương tộc này đều cười nhạt một tiếng, chuẩn bị trở về thương tộc. Mà lúc này, một vòng kiếm mang sáng chói đánh từ đằng xa tới, vượt qua hàng trăm triệu dặm, cắt đứt không gian. Trông vui trừ thiên, đám người thương tộc thậm chí còn không có cả thời gian phản ứng đã bị kiếm quang bao phủ lấy. Trải qua một khoảng thời gian không quá dài, toàn bộ Cửu Thiên tiên vực truyền ra một tin tức mang tính bùng nổ. Người của tam đại cấm kỵ gia tộc Quý gia, Vũ gia, Kim gia tại tiên vực, toàn diệt. Mài ra, còn có một đám người của thương tộc thần bí cũng bị diệt sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên vực lại lần nữa nổi lên sóng gió. Tất cả mọi người đều nghĩ đến Thanh Chu Tiên đến từ giới hải vô biên. Tất cả mọi người ngay lập tức đều giật mình. Bản tôn quân vô hối còn chưa xuất hiện. Chỉ dựa vào một Thanh Chu Tiên kiếm, vượt qua hàng trăm triệu dặm giới hải đến báo thù cho con trai của ông ấy, Chu sát chủ ngưu thực sự. Đây là đại khí phách như thế nào? Bản tôn không hiện, lấy kiếm thị uy. Chém hết tồn tại uy hiếp đến quân Tiêu Giao. Cho dù là người chủ ngưu phía sau màn cũng không buông tha. Thậm chí ông ta còn cường thế, còn bá đạo, còn tuyệt tình hơn cả quân gia. Đây là Bạch Y Thần Vương quân vô hối. Cho dù bản tôn không hiện thân, cũng có thể làm toàn bộ Cửu Thiên tiên vực chấn động. Nghe thấy tin tức này, đồng tử của Đế Hạo Thiên chấn động kịch liệt, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Quân vô hối, chẳng lẽ hắn dám dùng Chu Tiên kiếm giết ta? Nhưng nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Một thanh tiên kiếm kéo dài qua tinh vực vô tận, đi vào Hỗn Thiên tiên vực, một kiếm chém xuống, uy áp mênh mông cuồn cuộn, lan tràn hàng tỷ dặm. Dừng tay, có tiếng nói cuồn cuộn truyền ra, đó là Tiên Đỉnh Đế thò một bàn tay ra, va chạm với kiếm quang, tiếng nổ vang lên, truyền khắp bát phương. Vô số thế lực đều đang chú ý, nhìn chằm chằm Hỗn Thiên tiên vực. Tai mà ngờ được, đại quân của quân gia vừa rút quân từ Hỗn Thiên tiên vực thì Chu Tiên kiếm của quân vô hối đã tìm tới cửa. Trên một tinh vũ, tam tổ quân Thái Hoàng khoanh tay, cũng lắc đầu hơi cười khổ, ai cũng nói bản đế khí phách vô song, kỳ thật còn không bằng hậu bối vô hối này, thân là tam tổ của quân gia, ông ta nhất định phải suy xét vì toàn bộ quân gia. Ông ta có thể tự mình ra tay, hủy diệt sát thủ thần triều đã là chứng minh cực kỳ coi trọng quân Tiêu Giao. Nhưng hiện tại bảo ông ta dẫn dắt quân gia khai chiến toàn diện với Tiên Đỉnh, đó là điều cực kỳ không lý trí. Mà quân vô hối thì không, ông ta chỉ biết con trai mình bị ức hiếp, ông ta phải trả thù. Cả thân nhân của mình cũng không bảo hộ được, vậy thì làm sao bảo hộ được chúng sinh tiên vực? Đây là niềm tin thuộc về quân vô hối. Ha ha, thật là già rồi, còn không sát phạt quyết đoán, hoài ý ân cừu bằng một hậu bối. Thần Vũ Đại Đế cũng lắc đầu thở dài. Hỗn Thiên tiên vực, một thanh Chu Tiên kiếm lơ lửng trong vũ trụ mênh mông, nở rộ hàng tỷ tiên quang, thiên địa huyền hoàng cũng đang chấn động. Tuy rằng đây chỉ là một binh khí, nhưng lại là tiên khí sát phạt tối cao chân chính, thậm chí còn có được tiên khí chi linh. Thực lực của nó tuyệt đối không yếu hơn cường giả đế cảnh. Chu Tiên kiếm này cứ lơ lửng trên Hỗn Thiên tiên vực,
Đây là một dạng kinh sợ trong im lặng. Con mẹ nó, những người chủ mưu phía sau màn có tiên đình tham dự, đông đảo thế lực thấy tình cảnh này đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới tiên đình lại hạ độc thủ với quân Tiêu Dao. Nhưng nghĩ đến thiên phú yêu nghiệt và tốc độ tu luyện có thể nói là khủng bố của quân Tiêu Dao, tiên đình muốn diệt trừ tai họa ngầm này cũng là chuyện đương nhiên. Phía tiên đình truyền đến một tiếng thở dài, sau đó rất nhiều quang đoàn hiện lên, trong đó rõ ràng là các loại bất tử dược đỉnh cấp. Nhưng Chu Tiên Kiếm thờ ơ. Tiếp theo lại có một khối tinh thạch lộng lẫy lựa lờ khí hỗn độn hiện lên, đó là hỗn độn tinh thạch. Rất nhiều cường giả đỏ cả đôi mắt, đây tuyệt đối là một loại bảo lưu đỉnh cấp, dù dùng để tu luyện hay chế tạo thần binh thì cũng là tài liệu đỉnh cấp. Chu Tiên Kiếm vẫn phản ứng vẫn. Tiếp theo tiên đình lại lấy ra rất nhiều chí bảo, thậm chí còn có sinh mệnh thần quả, đây chính là thần vật chữa thương đỉnh cấp, không kém gì sinh mệnh chi tiền. Chu Tiên Kiếm vẫn bất động, rốt cuộc muốn như thế nào? Đây đã là nhượng bộ của tiên đình ta. Tiếng nói của tiên đình đế trở nên lạnh nhạt, sau đó ông ta bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu ra. Một tiếng thở dài vang lên. Hạo Thiên, buổi lễ đi, lần này thật sự là ngươi lỗ mãng. Trong một cung điện kim sắc, bản tôn của đế Hạo Thiên bước ra, mái tóc dài kim sắc sán lạn, bạc mắt như nguyệt, cả ngươi nhìn có vẻ siêu nhiên tuyệt trần, như một thiên thần thần nhân, con nối dõi của thần linh. Hắn ta mặt không cảm xúc, nhìn về phía Chu Tiên Kiếm lơ lửng trong vũ trụ mênh mông, những ngón tay trong tay áo chậm rãi siết chặt. Lần này thật sự là Hạo Thiên sai rồi, nhận lỗi tại đây. Cũng hy vọng quân công tử có thể sớm ngày khỏi hẳn. Đế Hạo Thiên nói xong thì chuẩn bị xoay người rời đi. Kết quả, một tia khí tức của Chu Tiên Kiếm bỗng nhiên đè xuống. Thình thịch, Đế Hạo Thiên trực tiếp quỳ một cú xuống. Hướng quỳ chính là Hoang Thiên Tiên Vực. Nói cách khác, Đế Hạo Thiên đa quỳ một cú về hướng quân Tiêu Dao. Đủ rồi, Tiên Đình Đế cũng không vui mà quát lên. Phóng thích một tia khí tức để ngăn cản. Đế Hạo Thiên lập tức đứng dậy, gương mặt tuấn mỹ vô song đang giật giật. Bàn tay trong tay áo nắm chặt lại, khớp xương trở nên trắng bệch, ngực hắn ta phập phồng, trái tim như muốn nổ nứt. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, xoay người không rên một tiếng mà về tới cung điện kim sắc. Sau khi về tới cung điện, Đế Hạo Thiên phong bế không gian tứ phương, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo dữ tợn. Đáng chết, quân vô hối. Đế Hạo Thiên sinh ra là làm vương, đã định sẵn sẽ thống lĩnh đại thế này, ngươi dám ép ta quỳ xuống, quân vô hối. Quân Tiêu Dao và cả quân gia, Đế Hạo Thiên này muốn các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đế Hạo Thiên giận giống thét dài, tóc vàng bay loạn, hoàn toàn mất kiểm soát, hoàn toàn không còn phong độ trích tiên yên tĩnh như xử nữ nữa. Phải biết rằng, hắn ta luôn rất kiêu ngạo, cho dù đối mặt với tiểu yêu hậu lai lịch thần bí vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, càng không có chút lấy lòng. Hắn thật sự là thiếu hoàng cổ đại của tiên đình, có lực ký ức trọng sinh, vốn dĩ có thể đi bước nào thành công bước đó, làm chủ tể tất cả trong đại thế này. Kết quả hiện tại hắn ta lại bị bắt quỳ xuống. Đối với Đế Hạo Thiên mà nói, điều này quả thực còn thống khổ hơn cả chết. Đây là khuất nhục vĩnh viễn không cách nào hủy diệt. Cho dù ngày sau hắn ta có phi thăng thành tiên, đây cũng là vết nhơ và sỉ nhục không cách nào xóa bỏ. Chương 1618, sự kinh sợ trong im lặng. Thần năng kim sắc chấn động, sức mạnh pháp tắc mênh mông, toàn bộ cung điện kim sắc đều vỡ nát. Cuối cùng, Đế Hạo Thiên thở hổn hển, ngực phập phồng, sau một hồi phát tiết, tạm thời hắn ta đã bình phục lại. Đế Hạo Thiên ta thề với trời, quân vô hối, quân Tiêu Dao, một ngày nào đó ta sẽ làm các ngươi quỳ hối trước mặt ta. Rốt cuộc Chu Tiên Kiếm cũng rời khỏi Hỗn Thiên Tiên Vực, tất nhiên những tài nguyên tiên đình bồi thường cũng được người của quân gia tiếp nhận rồi giao cho quân Tiêu Dao. Xem ra người chủ mưu phía sau màn lần này đã rõ ràng chính là gia tộc cấm kỵ Cửu Thiên Tư tộc và Đế Hạo Thiên của tiên đình. Sự kinh sợ Chu Tiên Kiếm mang đến thật sự làm người ta hiểu ra ngọn nguồn của toàn bộ âm mưu lần này. Mà khi mọi người ở đây cho rằng Chu Tiên Kiếm sẽ nghi về thì một cảnh tượng khiến người ta bất ngờ khác lại xuất hiện. Chu Tiên Kiếm lại lướt vào Thông Thiên Chi Tỉnh. Nó muốn đi đến Cửu Thiên. Trong nhất thời, toàn bộ tiên vực là một mảnh tĩnh mịch. Thật sự quá châu bò. Cửu Thiên là một mảnh đất siêu nhiên, vùng cấm đứng sừng sững. Chu Tiên Kiếm có vạt ánh tiên quang, kiếm quang lập lòe. Hồ, nơi này là Cửu Thiên, không phải trốn mà các ngươi có thể làm can. Một tiếng hử lạnh bỗng truyền đến từ Thánh Linh Chi Khư trong thập đại vùng cấm. Trong một vùng cấm có thánh tinh cổ đại trầm biên, một bàn tay lập lời quang huy đại đạo vô tận trực tiếp chụp vào Chu Tiên Kiếm, như muốn bắt lấy trấn áp. Chu Tiên Kiếm chấn động, quang vũ rơi xuống, một bóng dáng hình người mông lung hiện lên, rõ ràng là Chu Tiên Kiếm linh. Chu Tiên Kiếm linh điểm ra một ngón tay, kiếm quang lang tỏa ngàn vạn trượng, chém ngang vòng trời, trực tiếp cắt đứt bàn tay lập lòe ánh lửa vô tận kia. Sau đó Chu Tiên Kiếm linh thúc giục Chu Tiên Kiếm ba kiếm chém tới. Một kiếm rơi xuống tộc địa Quý Gia, một kiếm giáng thẳng vào tộc địa Kim Gia,
một kiếm chém vào tộc Địa Vũ gia. Oanh! Ba tiếng động lớn truyền ra, tam đại gia tộc cấm kỵ không kịp phòng ngừa, lập tức bị thương nặng, rất nhiều tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên, thương vong vô số. Trong gia tộc cấm kỵ có đế uy đang tràn ngập, phát ra khí tức tức giận lạnh lẽo, nhưng lại cực kỳ kiên kỵ, không dám tùy tiện ra tay với Chu Tiên kiếm. Lần này thật là bọn họ không đúng, như vậy là được rồi. Trong tiên lăng có tiếng nói mờ mịt truyền ra. Chu Tiên kiếm lơ lửng cửu thiên chi thượng, quang huy lan tỏa hàng tỷ trượng, thật sự như một chân tiên giáng thế, tiên quang sát phạt cuồn cuộn. Sau khi tin tức ở cửu thiên truyền vào tiên vực, cường giả vô số các thế lực đều líu lưỡi, gần như sợ ngây người. Con mẹ nó, thần vương quá trâu bò, dựa vào một thanh tiên kiếm đã đàn áp cửu thiên, nắc, nếu ta có người cha cường thế như vậy thì nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Thôi đi, phụ tử người ta đều là yêu nghiệt, ngươi so được một phần vạn của thần tử quân ra sao? Vô số tiếng nghị luận vang lên, đều mang theo kinh ngạc cảm thán. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, danh hào của Bạch Y Thần Vương lại truyền khắp toàn bộ cửu thiên tiên vực. Một thanh tiên kiếm chấn cửu thiên, đây là truyền kỳ thuộc về thần vương. Tuy cửu thiên không phải thượng giới của tiên vực, nhưng trong mắt rất nhiều sinh linh tiên vực, cửu thiên cứ cảm thấy mình siêu nhiên, cao cao tại thượng hơn tiên vực một chút. Nếu không thì gia tộc cấm kỵ đi vào tiên vực cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Dùng dáng vẻ cao hơn người ta một bậc để đối mặt với sinh linh tiên vực. Thậm chí trong tiên vực cũng có rất nhiều thiên kiêu nằm mơ cũng muốn tiến vào cửu thiên tu luyện, cứ như cửu thiên cao quý hơn tiên vực. Nhưng hiện tại, quân vô hối dùng một thanh Chu Tiên kiếm đàn áp toàn bộ cửu thiên, trực tiếp ra tay với tộc địa của tam đại gia tộc cấm kỵ. Tình cảnh cửu thế này không chỉ khiến bát phương chấn động, càng khiến rất nhiều tu sĩ tiên vực cảm xúc mênh mông, cảm giác máu cũng sôi trào lên. Nhìn thấy không, cửu thiên thì như thế nào, bộ có thể cao quý hơn tiên vực hay sao? Đúng vậy, ở trước mặt Bạch Y Thần Vương, cửu thiên cũng chỉ có như thế. Một thanh tiên kiếm chấn cửu thiên, hào hùng vạn trượng đến mức nào, cửu thiên cũng không phải thượng giới của tiên vực, không cần ngước nhìn bọn họ. Chu Tiên kiếm hiện thân vốn là để báo thù cho quân Tiêu Dao. Kết quả trong vô hình lại khơi dậy lòng tự tin của tiên vực. Cửu thiên thì như thế nào, còn không phải bị Bạch Y Thần Vương tiên vực của bọn họ làm kinh sợ sao? Ha ha, tốt, thật tốt quá. Phía cửu thiên tiên viện, đại trưởng lão tiên viện trở về từ bất hủ chiến nghe thấy tin tức này thì liên tục trầm trồ khen ngợi, thậm chí ứa cả nước mắt. Trong khoảng thời gian trước, nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu tiên vực tha thiết ước mơ muốn tiến vào cửu thiên, thậm chí không tiếc đi cầu xin những gia tộc cấm kỵ hạ thấp bản thân. Đại trưởng lão tiên viện cảm thấy rất đau lòng. Cửu thiên chính là ngọn nguồn náo động, nhiều tiền bối tiên vực như hoàng đế, vô trung đại đế, loan cổ đại đế đều từng trấn áp náo động, mà hiện tại hậu bối tiên vực lại hướng tới cửu thiên như thế, không thể không nói điều này thật khiến người ta đau lòng. Nhưng hiện tại Bạch Y Thần Vương quân vô hối dùng hành động thực tế để chứng minh cửu thiên cũng chỉ như vậy. Hồ phụ không có khuyển tử, nghĩ đến quân Tiêu Dao. Đại trưởng lão tiên viện luôn đạm mạc và không để bộ cửu thiên nhị không được lộ ra ý cười. Tông ta mơ hồ cảm thấy, nếu đời này thật sự có náo động khủng bố nhất trong lịch sử thì đôi phụ tử này có thể sẽ trở thành anh hùng sánh vai với các tồn tại như hoàng đế. Loạn cổ, vô trung. Mọi người đều tiếp tục chú ý tin tức của cửu thiên. Nhưng sau khi xuất kiếm vào tam đại gia tộc cấm kỵ, Chu Tiên kiếm cứ lơ lửng cửu thiên chi thượng, vẫn không núc nhích như vậy, như một ánh mặt trời dây vắt vạn cổ. Đây là có ý gì? Trong một vùng cấm nào đó, có tiếng nói đạm mạc truyền ra. Còn không rõ sao? Đây là im lặng làm kinh sợ cửu thiên chúng ta. Nếu có ai dám ra tay với con nối dõi của hắn thì tự gánh lấy hậu quả. Chương 1619, danh sách đồng hành. Trong một vùng cấm khác, có một tiếng cười lạnh vang lên. Ha ha, quân vô hối. Giỏi cho một quân vô hối. Còn chưa chứng đạo mà đã kiêu ngạo như thế. Trong tiên lăng cũng có tiếng nói mờ mịt truyền ra. Dù hắn chưa từng chứng đạo, nhưng lại có được chiến lực đế cấp, sau khi thức tỉnh Thái Sơ Thần Vương thể, còn có thể giao thủ với Ách Họa, thật là một yêu nghiệt hiếm thấy trên đời. Nếu hắn chứng đạo, có lẽ có thể bước lên đế bảng vạn cổ, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành trở ngại ta? Nếu đại thanh tẩy chân chính bắt đầu thì một Bạch Y Thần Vương nho nhỏ như hắn có thể ngăn cản được sao? Nhưng hiện tại vẫn không cần sinh sự nhiều, dù sao chư tổ còn đang trầm miên chờ đợi thời khắc thăng hoa tiến đến. Một tiểu bối quân gia mà thôi, thật cho rằng chúng ta rảnh rỗi không có việc gì làm mà ra tay với con kiến dao? Nhưng hắn có thể trở thành đá mài dao của con nối dõi vùng cấm chúng ta. Trong thánh linh chi khư có tiếng cười lạnh vang lên. Chu Tiên kiếm tàm kinh sợ, chỉ đang nói là không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy ra khinh trẻ, mà không phải buộc cả cùng thế hệ cũng không thể ra tay với quân Tiêu Dao. Sau đó không lâu, trong thánh linh chi khư có tiếng cười khẽ mang theo cảm giác siêu nhiên vang lên. Chư vị tiền bối yên tâm, nếu quân Tiêu Dao kia thật sự dám đến cửu thiên thì ta sẽ làm hắn biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Đây là lời nói hùng hồn do một đế tử của vùng cấm thánh linh chi khư thả ra. Tận 7 ngày trôi qua,
Chu Tiên Kiếm mới phá không mà đi khỏi Cửu Thiên. Tuy đây là một thanh tiên khí sát phạt trên đời hiếm thấy, nhưng cũng không ai ra tay trấn áp luyện hóa. Bởi vì mặc dù có thể trấn áp, nhưng hiển nhiên đây là tiên khí của quân gia sẽ không để Chu Tiên Kiếm nán lại Cửu Thiên Thượng. Ý nghĩa của Chu Tiên Tứ Kiếm đối với quân gia tương đương với thiên đế bảo tọa của Tiên Đình và thập điện Diêm La của địa phủ. Hiện tại, cho dù là vùng cấm Cửu Thiên cũng không muốn sinh sự nhiều, càng không muốn chọc quân gia nữa. Sau khi Chu Tiên Kiếm trở lại tiên vực thì lập tức phá không bay trở về giới hải vô biên. Trên đường, tất cả những người nhìn thấy kiếm quang kia thì trong mắt đều hiện ra tôn sùng. Có ai có thể không hiện thân? Chỉ dựa vào một thanh tiên khí mà làm chấn động Cửu Thiên. Chỉ có thần vương vô hối. Đương nhiên cũng có một số người tương đối lý trí. Bọn họ cũng biết đại lão chân chính trong vùng cấm Cửu Thiên còn chưa thức tỉnh, cho nên sinh mệnh hiện tại vùng cấm cũng không muốn đại động can qua. Nếu không chỉ dựa vào một thanh Chu Tiên Kiếm mà muốn làm kinh sợ toàn bộ vùng cấm Cửu Thiên thì thật sự không có khả năng. Nhưng dù như thế nào, hành động này của quân vô hối thật sự làm vang danh tiên vực. Đến lúc này, đại phong ba về chuyện quân Tiêu Dao bị ám sát mới coi như hoàn toàn hạ màn. Tam đại sát thủ thần triều, trừ huyết phủ đồ chi chủ kia ra thì toàn bộ đều hủy diệt, không còn lại một ai. Ngươi chủ mưu sau lưng, ai trong tam đại gia tộc cấm kỵ hạ giới cũng bị diệt sạch. Dù là tổ địa gia tộc cũng bị thương nặng, thương vong vô số. Đàn người thương tộc cũng bị chém giết, mà thương tộc vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng hiển nhiên bọn họ sẽ nhớ kỹ món nợ này. Tiên đình thì bồi thường rất nhiều tài nguyên hy hữu, thậm chí đế hạo thiên còn quỳ xuống. Tất cả những người nhằm vào quân Tiêu Dao đều phải trả giá đắt. Đây cũng là thái độ của quân gia. Tranh phong với cùng thế hệ thì quân gia sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu có người không cần mặt mũi, muốn chơi giờ, vậy quân gia sẽ làm bọn họ biết cái gì gọi là thể diện. Sau khi lần phong ba hạ màn này, cũng có rất nhiều người phản ứng lại. Tuy rằng trả thù thì trả thù, nhưng quân Tiêu Dao thật sự đã bị thương nặng, đạo cơ bị hao tổn. Mặc dù có các loại tài nguyên hy hữu chữa khỏi, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể xuất thế tranh phong tiếp. Chuyện này thật sự là bất lợi đối với quân Tiêu Dao. Một số kẻ địch đối thủ trở mặt với quân Tiêu Dao thì mừng thầm, tuy rằng quân Tiêu Dao không chết thật khiến người ta tức muối. Nhưng với tình huống này, nói là phế một nửa cũng không quá. Trong đại tranh chi thế này, họ đang tranh thời gian và cơ duyên, mà quân Tiêu Dao đã thật sự bỏ lỡ. Trong lúc rất nhiều tu sĩ tiên vực còn đang dư vị phong ba trước đó, tin tức Huỳnh Hoặc Yêu Tinh có dị động ở Hỗn Thiên tiên vực lại truyền ra. Có người nói vương quốc bị lãng quên sắp sửa mở ra. Nhưng đáng tiếc chính là, Tiên Đình sớm đã phong tỏa toàn bộ Hỗn Thiên tiên vực, trừ cửu đại tiên thống của Tiên Đình ra thì những thế lực và cường giả còn lại không được phép tiến vào vương quốc bị lãng quên. Hành động bá đạo như vậy làm rất nhiều người phẫn nộ. Tuy rằng vương quốc bị lãng quên cực kỳ hung hiểm, nhưng cơ duyên cũng nhiều vô số. Bằng không có khả năng khiến bát phương chú ý, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào. Nếu Tiên Đình muốn độc chiếm thì trừ một ít thế lực ra thì những người khác thậm chí còn không có tư cách bàn điều kiện. Nhưng khiến người ta thất vọng chính là, số ít thế lực tiên vực có thể chính diện đối đầu với Tiên Đình đều không có động tác. Bất hủ chiến vừa mới kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn quân gia sẽ không có hành động gì nữa. Địa phủ vẫn luôn ẩn núp dưới mặt nước, không có tiếng động. Còn các thế lực thái cổ hoàng tộc, nhất mạch thánh linh, Tây Thiên giáo, Thanh giáo đều đang quan sát hành động của Tiên Đình. Mà sau đó rốt cuộc Tiên Đình cũng có tin tức truyền ra, Thiên Kiêu truyền nhân của cửu đại tiên thống Tiên Đình có được danh sách chọn lựa đồng bạn đi theo. Nói cách khác, chỉ cần được Thiên Kiêu của Tiên Đình lựa chọn thì có tư cách đi cùng tiến vào vương quốc bị lãng quên để thăm dò. Trong nhất thời, toàn bộ tiên vực đều bắt đầu lung lay. Một ít đích tử của hoang cổ thế gia, con nối dõi thái cổ hoàng tộc, truyền nhân bất hủ đại giáo, đệ tử cổ tộc lánh đời, đều dựa vào các loại quan hệ muốn được vào danh sách để tiến vào vương quốc bị lãng quên với Thiên Kiêu Tiên Đình. Bởi vì khoảng thời gian trước đã có một đám thiên kiêu tiến vào Cửu Thiên. Nếu bọn họ lại không tranh đoạt cơ duyên vương quốc bị lãng quên thì thật sự sẽ tụt lùi hơn người khác. Chương 1620, không phải là muốn đi thăm quân Tiêu Dao đó chứ? Dưới tình huống này, thiên kiêu cửu đại tiên thống Tiên Đình lập tức được tâng bốc o bế. Dù là truyền nhân đương thời của cửu đại tiên thống hay là trùng tử thức tỉnh từ trầm miên cũng được thế lực khắp nơi chú ý. Trong đó được hoan nghênh nhất chính là Đế Hạo Thiên và Linh Diên. Bọn họ một người là thiếu hoàng cổ đại tiên đình, một người là thiếu hoàng đương đại, đều có được không ít người đi theo. Thậm chí cả cổ đế tử trước kia sánh vai với Linh Diên, hiện tại đều dần ảm đạm xuống cũng không còn thanh danh như trước kia nữa. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, dưới tình huống này, Linh Diên lại lười lập bất cứ người nào tiến đến bái phòng. Trong một đạo tràng cung điện nào đó của Oa Hoàng tiên thống tại Hỗn Thiên tiên vực, Linh Diên mặc một bộ váy dài lưu ly tuyết trắng, dáng người cao gầy, dung nhan tinh xảo tuyệt luân, hình như đang khắc khẩu với ai nó. Từ khi Huỳnh Hoặc Tinh xuất hiện, Linh Diên đã rời khỏi tiên viện, vẫn luôn ở lại đạo tràng Oa Hoàng tiên thống. Lan bà, người ta không có quyền tự do ra cửa luôn sao?
Giờ phút này giọng nói của Linh Diên không còn sự cao lãnh cường thế như ở bên ngoài nữa. Bởi vì ngồi ở đối diện nàng là một vị cổ tổ chuẩn đế của Oa Hoàng Tiên Thống, còn là Lan Bà từ nhỏ chỉ đạo nàng tu luyện. Lan Bà có mái tóc màu bạc, khuôn mặt không tính già nua, da thịt sáng loáng như trẻ con. Bà nhìn Linh Diên, cười nhạt mà nói. Diên Nhi, ngươi cho rằng bà không biết ngươi suy nghĩ cái gì à? Không phải ngươi muốn đi vấn an quân Tiêu Dao kia đó chứ? Nào, nào có, ngươi ta chỉ tu luyện lâu rồi, muốn đi ra giải sầu mà thôi. Linh Diên ậm ừ nói. Ở ngoại giới, nàng là tiên đình đế nữ cao lãnh, thiếu hoàng đương đại. Nhưng trước mặt Lan Bà từ nhỏ dạy dỗ nàng thì giống như một thiếu nữ bình thường. Ha ha, Diên Nhi, ngươi vẫn không biết nói dối như ngày nào. Lan Bà lắc lắc đầu, lập tức nói. Nhưng, vẫn phải duy trì khoảng cách cho thỏa đáng. Dù sao ngươi là thiếu hoàng đương đại của tiên đình ta, Linh Diên cắn môi không nói. Nói thật, khi nghe quân Tiêu Dao bị ba chuẩn đế của tam đại sát thủ thần triều ám sát, trái tim nàng đã tạm dừng trong chớp mắt. Mà lúc nghe tin quân Tiêu Dao còn sống, nàng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng sau đó lại nghe quân Tiêu Dao đã bị thương nặng, đạo cơ bị hao tổn, lần như nửa phế, thậm chí có khả năng không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể dưỡng thương ở quân gia. Linh Diên lại cảm thấy hết sức lo lắng. Nàng biết, tuy rằng nhìn mặt ngoài quân Tiêu Dao bình đạm nội liễm, nhưng trong xương cốt là một người vô cùng kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này không phải ý tiêu cực, mà là sự tự tin sinh ra đã có sẵn. Đổi lại là thiên kiêu bình thường cũng không thể chịu nổi đả kích này, càng đừng nói là yêu nghiệt vạn cổ không có lấy một như hắn. Cho nên tất nhiên Linh Diên cảm thấy lo lắng, muốn đi gặp. Thật không biết tiểu tử quân gia kia rót mê hồn canh gì cho ngươi. Ngươi chính là tiên đỉnh thiếu hoàng. Lan Bà vươn tay ôm trán, thở dài một tiếng. Linh Diên chỉ trầm mặc. Nói thật, nàng cũng hơi hoảng hốt. Rõ ràng ngay từ đầu, nàng và quân Tiêu Dao đối lập với nhau, còn là một trong những nghịch quân thất hoàng, lúc nào cũng nghĩ phải giải quyết hắn. Nhưng dưới Hắc Uyên, sau khi rơi vào tình duyên vạn cổ của quân Tiêu Dao, tất cả đều thay đổi. Thần bên trong đùi của nàng ta còn có ấn ký do quân Tiêu Dao để lại. Ở thế giới thần khư, nàng và quân Tiêu Dao còn rơi vào sương mù tình nhân hoa. Quân Tiêu Dao không chịu ảnh hưởng, nàng lại tự cởi váy áo. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị một nam tử nhìn thấy sạch sẽ. Lúc sau, thiên nữ Diên yêu quân Tiêu Dao đến khắc cốt di tâm đã hy sinh bản thân, linh hồn dung hợp với nàng. Sau đó, Linh Diên cưỡng chế tìm cho mình một cái cớ. Bởi vì linh hồn của thiên nữ Diên dung hợp với nàng, cho nên nàng mới sinh ra tình cảm đặc thù với quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, nói thật, bản thân Linh Diên cũng cảm thấy lý do này thực buồn cười. Có lẽ thiên nữ Diên thật sự có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không có khả năng khiến nàng lập tức thay đổi. Trong quá trình tiếp xúc lâu dài, bất chi bất giác Linh Diên đã luân hãm. Có lẽ cả làng ta cũng không ngờ đến được. Tất nhiên Lan Bà không biết hoạt động tâm lý của Linh Diên nhiều như vậy, bà chỉ nói. Vương quốc bị lãng quên lần này cực kỳ quan trọng, thậm chí liên quan đến cách cục ngày sau của tiên đình ta. Linh Diên tỉnh táo lại, nhìn về phía Lan Bà. Lan Bà lại nói. Kỳ thật ngay từ đầu Oa Hoàng Tiên Thống chúng ta muốn hợp tác với Phục Hy Tiên Thống, cùng nhau cầm quyền. Cho nên mới muốn ngươi và cổ đế tử liên hôn, nhưng sau đó lại thất bại. Mà hiện tại đế Hạo Thiên lại hiện thân. Toàn bộ tiên đình đều biết dã tâm của hắn chính là trở thành tiên đình chi chủ trong đại thế hoàng kim này. Mà vị trí kia vốn là của ngươi, Diên Nhi, cho nên Oa Hoàng Tiên Thống chúng ta cũng phải thay đổi quan niệm. Mà vương quốc bị lãng quên chính là cơ hội duy nhất. Lời Lan Bà nói khiến Linh Diên có chút hoang mang. Lan Bà bà, tuy trong vương quốc bị lãng quên có di chỉ của cổ tiên đình, nhưng cũng không đến mức có thể quyết định cách cục này sau của tiên đình mới đúng. Lan Bà nhìn Linh Diên, cười cười. Chỉ là ý cười kia lại khiến Linh Diên có chút xa lạ. Diên Nhi, ngươi là hy vọng của Oa Hoàng Tiên Thống chúng ta, là thiên kiêu trung tâm duy nhất toàn bộ tiên thống bồi dưỡng. Không phải ngươi thường xuyên nhi hoặc nguồn gốc nhất thể song hồn của mình từ đâu ra sao? Đi đến vương quốc bị lãng quên, có lẽ có thể tìm được đáp án.